xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện vợ mình mình nuôi chương 41, trần triệu chẳng hiểu ra làm sao lục lê trước mặt cứng đờ lùi lại mấy bước đám người phía sau hắn cũng ăn ý lùi theo dè chừng giữ một khoảng cách nhất định với trần triệu hắn chưa bao giờ thấy lục lê luôn ngông cuồng kiêu ngạo trong lớp đấu kiếm có bộ dạng này cả cứ như trước mặt hắn có hùng thủy mãnh thú không bằng sau đó Trần Triệu nghe thấy một giọng bình tĩnh vang lên sau lưng, ai động vào xếp hình của tớ đấy. Cả phòng im phăng phắc, hắn thấy mấy người trước mặt vội vã lắc đầu nguội nguội một giây sau năm ngón tay đồng loạt chỉ vào hắn. Mí mắt Trần Triệu máy một cái, trong lòng đột nhiên giật thót, không hiểu sao có một sự cảm xấu. Hắn quay đầu thấy Khương Nghi quàng khăn trắng trên cổ đứng sau lưng mình như bóng ma, cậu hỏi khẽ mảnh cuối cùng là cậu ghép vào đấy à. Mắt Khương Nghi rất đẹp, đôi mắt hẹp dài sách lên, con người đen lấy trong veo, nhưng giờ này khắc này đôi mắt đen láy kia đang nhìn xoáy vào hắn khiến lòng người hốt hoảng. Trần Triệu cảm thấy sau gáy lạnh toát, bất chi bất giác trở nên cứng đờ, hồi lâu sau mới gật đầu. Nửa tiếng sau, Khương Nghi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Trần Triệu ngồi xổm dưới đất xếp hình, trầm giọng nói mảnh lúc nãy không đúng thứ tự. Gỡ ra xếp lại đi, Trần Triệu, ngay cả ghế hắn cũng không có mà phải ngồi xổm dưới đất, bởi vì ghế dành để đặt bức xếp hình quý báu của khương nghi chứ không phải để hắn ngồi hắn đã xếp nửa tiếng mà chỉ mới xong một phần rất nhỏ bởi vì khương nghi không chịu được kiểu xếp bừa bãi mà nhất định phải xếp theo thứ tự nhất định từ trái sang phải cuối cùng là từ dưới lên trên trần triệu bực bội gỡ ra mảnh xếp sai rồi ngẩng đầu lên đang định nói chuyện thì nghe thấy khương nghi lạnh lùng nói nhìn gì xếp mau lên trần triệu có nhìn gì đâu hắn yên lặng cúi đầu tìm mảnh ghép phù hợp trong đám, lật đến khi tay sắp rút gân mới tìm được mảnh đúng thứ tự. Lục Lê hết sức hà lòng hà giả, chẳng ai biết rõ hơn hắn quá trình này khủng khiếp đáng sợ cỡ nào. Lúc nhỏ ác nô ương bướng ngỗ nghịch, vì không thích Khương Nghi chơi xếp hình mãi nên một buổi chiều nọ lén lút đầy thùng đựng tranh xếp hình của cậu ra ngoài, cố gắng xếp hết mấy bức Khương Nghi để lại. Ba ngày kế tiếp có thể gọi là ác mộng, Khương Nghi cáo tình nhìn chằm chằm áp nô gỡ hết toàn bộ tranh xếp hình ra rồi xếp lại từ đầu mà không được sai thứ tự, xếp xong giã ba ngày làm áp nô nôn mửa mật. Đúng là nôn thật sự, xếp xong bước cuối cùng, áp nô liêu siêu vào toilet nôn hết sữa mình uống lúc sáng vào bồn cầu. Một tiếng sau, Trần Triệu cũng sắp nôn đến nơi rồi, hắn thẫn thờ đối diện với đống xếp hình nhìn hoa cả mắt. Khương Nghi hờ hững nói, mau xếp đi, Trần Triệu, tớ mua bức khác cho cậu được không? À không, mua 10 hay 20 bức cũng được. Khương Nghi, không được. Trần Triệu, hắn đờ đẫn nói, vậy cậu cho tớ nghỉ tay chút nhé. Khương Nghi, không được. Tay Trần Triệu run rẩy tiếp tục bới đống xếp hình lớn, thậm chí hắn bắt đầu tuyệt vọng suy sụp nghĩ thầm mẹ kiếp, hay là trở mặt đi. Không giả bộ nữa, đậu hóa, một giây sau, Trần Triệu thấy Lục Lê nhặt một mảnh xếp hình dưới đất, vì đặt lên bàn không đúng vị trí nên bị Khương Nghi mắng dòng dã 10 phút. Trần Triệu, hắn nín tinh tiếp tục ngồi xổm dưới đất lục lọi đống xếp hình, đột nhiên cảm thấy mình ngồi xổm cũng rất giỏi. Ba tiếng sau, Trần Triệu đờ đẫn về ký túc xá, việc đầu tiên là lao vào toilet. Bạn cùng phòng của hắn cười nói vui vẻ bên ngoài, hồi lâu sau mới phát hiện Trần Triệu trong toilet có gì đó không ổn lắm. Trần Triệu nôn hết mật xanh mật vàng, bàn tay rút giấy cũng hơi run rẩy. Bạn cùng phòng gõ cửa toilet hỏi hắn bị sao, Trần Triệu bình tĩnh nói không sao mặc dù bạn cùng phòng hơi băn khoăn nhưng nghe Trần Triệu nói không sao cũng chỉ có thể rời đi. Trong phòng vệ sinh, Trần Triệu bình tĩnh tự nhủ chỉ là xếp hình đến nôn mà thôi. Chẳng có gì to tát cả, Trần Triệu vừa nghĩ vừa cầm giấy lau miệng bằng bàn tay khẽ run. Ký túc xá của Khương Nghi, Khương Nghi nằm sấp trên giường Lục Lê cúi đầu chơi Anipop với vẻ không vui lắm. Lục Lê dỗ dành cậu, nói mấy ngày nữa sẽ mua bộ xếp hình mới cho cậu, sau đó còn thừa cơ nói xấu Trần Triệu, nói từ nhỏ Trần Triệu đã hư rồi, chẳng làm được chuyện gì tốt cả. Khương Nghi sụ mặt, hiếm hoi lắm mới có một lần không nghĩ Lục Lê nói hưu nói vượn mà gật đầu lia lịa. Lục Lê liếm môi rồi trụng đầu vào sát Khương Nghi, vờ như lơ đãng hỏi cậu hôm nay có hết uy chat của Trần Triệu không? Khương Nghi bấm bấm honey giờ mới nhớ ra hôm nay mình ép Trần Triệu nhưng chưa chuyển tiền mua nước cho hắn. Cậu bấm thoát Annie vừa truyền tiền cho Trần Triệu vừa nói có lúc trước cậu ta mua nước cho tớ tớ còn chưa trả lại tiền cho cậu ta nữa lục lê cúi đầu ngó điện thoại khương nghi thấy cậu ấn vào một cái tên là chim công xanh phạm lỗi nghiêm trọng rồi truyền tiền cho người kia lục lê chim công xanh là ai khương nghi nghiêm mặt đáp trần triệu lúc nãy thấy mảnh xếp hình cuối cùng của mình bị ghép vào khương nghi tức quá sửa lại tên trần triệu trong lúc hắn đang xếp hình lục lê chân tâm thật ý khen ngợi sửa hay lắm sửa tuyệt lắm như sực nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi, cậu đặt tên tớ là gì thế? Khương Nghi đưa di động cho hắn, Lục Lê cúi đầu nhìn, phát hiện tên mình chỉ có vỏn vẹn hai chữ Lục Lê. Hắn buồn bực lẩm bẩm, tên nó là chim công xanh, còn tên tớ chỉ có Lục Lê thôi à? Tên nó bảy chữ, tên tớ có mỗi hai chữ. Khương Nghi, vậy cậu muốn tên gì? Lục Lê cầm điện thoại sửa lại tên mình rồi hài lòng trả lại cho Khương Nghi. Khương Nghi cúi đầu thấy tên Lục Lê biến thành lục lê thân thiết siêu cấp vô địch khương nghi lục lê kéo chăn đắp kín cho khương nghi rồi đặt điện thoại cạnh gối đầu uy nghiêm nói ngủ đi một lát sau hắn nói tiếp không được lén lút sửa lại tên tớ đâu đấy khương nghi cảm thấy lục lê vẫn trẻ con như ác nô lúc nhỏ nhưng vì đã quá quen nên cậu ngoan ngoãn đáp ứng ngày hôm sau chắc vì hôm qua khương nghi bị say nắng mất xỉu huấn luyện viên sợ hôm nay có nhiều người say nắng hơn nên cường độ huấn luyện giảm đi không ít số lần nghỉ ngơi cũng tăng thêm mấy lần giờ giải lao khương nghi dựa vào đầu gối lục lê hơi ngửa mặt lên trên trán rán miếng hạ nhiệt trên mặt áp chai nước lạnh mà lục lê cầm ứng chắc hàn uống một hớp coca cola thấy đồ uống ướp lạnh thì hớn hở hỏi hôm nay nữ sinh kia còn đưa nước nữa không khương nghi thành thật đáp đưa nước không phải nữ sinh mà là nam sinh hôm qua ở ký túc xá cơ ứng chắc hàn kỳ quái tặc lưỡi nam sinh cậu quen cậu ta à khương nghi lắc đầu nói không quen trung mậu cũng thắc mắc vậy sao ngày nào cậu ta cũng đưa đồ uống cho cậu hết vậy khương nghi cậu ta nói muốn làm bạn với tớ tần lan phì cười rồi vui vẻ nói sao cứ như theo đuổi con gái vậy ngày ngày tặng nước quen mặt rồi thì đòi kết bạn lục lê lạnh mặt đạp tần lan một cái bảo hắn không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại trình triều đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nhíu mày mở mắt ra đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai Hắn nhớ lại nam sinh hôm qua vừa đến ký túc xá Khương Nghi đã tỏ vẻ thân tình nói chuyện với mấy người trong phòng. Giờ nhớ lại hình như nội dung trò chuyện đều liên quan đến Khương Nghi cả. Trình Triều lập tức cảnh giác, làm bạn thì làm bạn, ngày ngày tặng nước là có ý gì. Hắn quay đầu hỏi Khương Nghi, ai đưa đồ uống cho cậu thế? Khương Nghi suýt bột miệng nói chim công xanh, may mà kịp thời sửa lại Trần Triều. Trung mậu, Trần Triều à, tớ biết nè, nhiều nữ sinh thích nó lắm tớ nghe nói sau khi nó về nước còn có mấy người tỏ tình với nó nữa cơ trình triều hơi yên tâm lại nhưng câu tiếp theo của trung mậu lại làm hắn nghẹt thở nhưng hình như nó không chịu hẹn hò với ai hết á trình triều thấp thỏm quay sang nhìn khương nghi thấy cậu đang cúi đầu dán tem trúng thưởng lên chai nước hoàn toàn không ý thức được trần triệu có quan hệ gì với mình trình triều đợi khương nghi dán tem xong lục lê rút khăn giấy lau tay cho cậu mỗi ngón tay đều được lau sạch sẽ Trình Chiều chợt cảm thấy Lục Lê đầy lòng chiếm hữu mỗi ngày đi theo Khương Nghi hình như cũng có ích. Ít nhất sẽ canh chừng kỹ càng hơn hắn, dù sao trong lòng hắn Khương Nghi là cải trắng, nhưng trong lòng Lục Lê đoán chừng Khương Nghi là miếng thịt ngon mà hắn cắn chặt không nhả, cộng thêm mỗi ngày cảnh giác tuần tra mới đúng. Mặc dù mối quan hệ này trong mắt người ngoài cũng chỉ là tình bạn thân thiết từ nhỏ mà thôi. Trình chiều cảnh giác cả ngày nhưng không thấy nam sinh tên Trần Triệu kia xuất hiện. Chắc xếp hình đến nỗi ám ảnh luôn rồi. Lục Lê đợi cả ngày, chờ huấn luyện xong, hắn bảo Khương Nghi mình phải đi mua ít đồ. Khương Nghi hỏi mua đồ sao không dẫn cậu theo. Lục Lê nghĩ thầm đương nhiên không thể dẫn cậu theo rồi, dẫn theo là toang ngay. Hắn bịa đại một cái cớ, còn nói lúc về sẽ mua kem cho cậu. Khương Nghi cảm thấy Lục Lê cứ như đang dỗ trẻ con vậy. Nhưng sau khi Lục Lê đi xong, cậu vẫn âm thầm nhắn tin cho hắn, nói mình muốn ăn kem vị sô-cô-la trắng. Lục Lê trả lời một chữ, "Ừ." "6 giờ 40 phút chiều." Hàng rào sắt trước căn cứ huấn luyện quân sự là góc chết của camera, cách đó không xa là rừng cây um tùm có thể che khuất chỗ hàng rào này. Trên mặt đất vương vãi tàn thuốc của mấy học sinh hút thuốc sớm chuồn tới đây hút lén trong lúc huấn luyện quân sự. Lục Lê đút tay trong túi dựa vào hàng rào sắt, cúi đầu đọc tin nhắn Khương Nghi gửi cho mình, thân hình cao lớn đổ bóng dài trên mặt đất. Nghe tiếng bước chân đến gần, Lục Lê chẳng buồn ngừng đầu mà để điện thoại sang một bên. Trần Triệu cười lạnh, gì? Trần Triệu còn chưa dứt lời thì đã bị Lục Lê đột ngột túm lấy cánh tay quăng mạnh vào hàng rào. Cả người va vào rào chắn phát ra một âm thanh vang dội. hàng rào lâu năm chưa sửa dung lên bần bật. Tích tắc sau, một cú đấm xé gió vừa mạnh vừa ác thụi vào bụng Trần Triệu làm rào chắn kêu len keng. Lục Lê liếm môi, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn thù địch, hắn túm cổ áo đối phương rồi gần từng chữ với Trần Triệu tái xanh tái xám trước mặt, tránh xa Khương Nghi ra cho tao. Lồng ngực Trần Triệu phập phồng mạnh, hắn cười nhạo mấy tiếng rồi giễu cợt hỏi, mẹ kiếp mày là gì của Khương Nghi hả? Trước khi nói câu này, sao mày không nghĩ lại xem mày đối với Khương Nghi có bình thường không? mươi 42, Lục Lê ngồi ngẩn người ở hàng rào sắt trong khoảng nửa tiếng. Ánh chiều tàn tựa vàng nung chảy, mơ mơ hồ hồ chảy ào ạt về phía chân trời giống thủy triều đang rút lui. Chìm trong sự im lặng kéo dài, Lục Lê mới đưa mắt nhìn xung quanh rồi phát hiện một lỗ trũng cách đó không xa. Những năm đầu khi mới xây dựng căn cứ quân sự thì chỗ đó vì nguyên nhân để đá chêm rồi có những ngày mưa dần dẫn đến tình trạng như hôm nay. Khi còn bé Khương Nghi rất thích xem những vũng nước trũng động lại khi mưa. Khương Nghi dành sự quan tâm rất lớn đối với những vũng nước động, khi nào đầy, khi nào lại trôi đi, khương nghi vẫn luôn thích ngồi ở ghế nhỏ nhìn nó không chớp mắt cảm xúc lúc này của lục lê cũng trắng trong và sáng như những vũng nước tràn đầy trái tim hắn nhiều đến nỗi sắp tràn ra đến nơi hiện tại lục lê nghĩ lại chẳng trách trước kia trình triều đã cảnh báo với hắn về mối quan hệ giữa khương nghi và mình thảo nào khi trình triều nhìn thấy dấu vết sau cổ của khương nghi thì phản ứng lại lớn như vậy lại càng không trách được rõ ràng Trần Triệu chỉ mới ở một lúc trong phòng ký túc xá của bọn họ có một đêm đã nhận ra được tình cảm của hắn dành cho Lục Lê đã vượt qua tình bạn thời thơ ấu. Tình cảm của hắn với Khương Nghi như là nước sôi bùng bục, bị một chiếc nắp thủy tinh che lại nhưng sự bốc hơi nước thì không thể nào cản lại được. Thậm chí còn làm bật cái nắp pha lê ra, nước sôi trào bên trong bắn ra không ít hạt nước nóng hổi. Mà tất cả những người khác chỉ cần nghe thấy thanh âm đó đều sẽ biết được là tình cảm này đang sôi sục cực kỳ mãnh liệt. Trần Triệu có lẽ đã tự mãn cho rằng nếu như Lục Lê nghe thấy câu đó của mình thì hắn sẽ trở nên kinh hoàng, sợ hãi hay thậm chí là chạy trốn trong chật vật, khó coi, như là vừa mới nhìn thấu được một bí mật lớn mà hắn vẫn luôn cố tình che đậy với tất cả mọi người. Lục Lê hơi liếm khóe môi bị rách, lúc cơn đau dâm ran xuất hiện lại còn hương phấn hơn. Hắn lẩm bẩm, không bình thường. Giây tiếp theo, đột nhiên Lục Lê cười rộ lên rồi tiếp tục lặp lại. Con mẹ nó chứ không bình thường, trên thế gian này chưa từng có định nghĩa nào vô lý như vậy. Nếu như thích một người, đối xử tốt với người đó là không bình thường vậy thì cái gì là bình thường chứ? Lúc này hoàng hôn cuối cùng cũng tắt ngúm, ánh chiều tàn cũng chậm rãi thoái lui, từng hạt sáng cuối ngày cũng bị màn đêm nuốt chừng đường chân trời cũng không thể thấy rõ ràng như ban nãy. Tại quầy bán quà vặt, một thiếu niên với mái tóc vàng tùy ý dán băng cá nhân lên tay đang khom lưng nhìn lựa từng que kem bà chủ của quầy hiển nhiên là nhớ rõ nam sinh tóc vàng này, dù sao thì cũng là lần đầu có một nam sinh mua toàn bộ đồ uống có vị mơ mà bà thấy được trong suốt khoảng thời gian mà bà đi bán đến giờ. Lục Lê cúi người nghiêm túc tìm kiếm kem sô-cô-la trắng cho Khương Nghi. Nhưng mà có lẽ vì tôi quá trễ nên trong tủ kem không còn vị này nữa. Lục Lê ngừng đầu nói với bà chủ, bà chủ, không có vị kem sô-cô-la trắng sao? Bà chủ trả lời hắn, cháu kiếm thử xem, nếu như không thấy vậy thì là không còn nữa rồi. Chiều nay vừa mới bổ sung thêm vị sô cô la đen đó, nếu con muốn thì để lấy cái đó cho cháu nha. Vì tay Lục Lê để trong ngăn lạnh đông đá nên có chút hồng lên, hắn cúi đầu, cố gắng tìm kiếm thêm lần nữa, không cần đâu ạ. À. Cậu ấy chỉ thích ăn sô cô la trắng thôi. Bà chủ liền cười rộ lên, trong những năm gần đây, khách hàng của bà đa số đều là cô cậu trò nhỏ bà đã từng gặp qua không ít nam sinh vì người mình thương mà sẵn sàng đi mua ít quà vặt, có người còn ngồi xổm xuống trước kệ hàng để tìm từng gói. Bà nói, cháu tìm xem kệ bên phải của tủ đông xem còn cái nào không. Kệ để bên góc phải của tủ đông dựa sắt vào tủ, đã thấy còn ở tận phía dưới nên thường thì mọi người đều ngại không khom lưng tìm kem ở đó. Mà may mắn làm sao, Lục Lê cố gắng tìm kiếm một lát cũng nhìn thấy một que kem vị sô-cô-la trắng cuối cùng. Lúc tính tiền, bà chủ còn trêu gẹo lục lê này là quay về báo cáo công việc với bạn gái nhỏ à lục lê chỉ cười một chút mà không đáp lời nhưng rất dễ dàng nhìn ra được tâm trạng của hắn đang rất tốt mà vừa mới đi ra khỏi quầy bán hàng lục lê lại quay trở lại hỏi bà chủ có khẩu trang hay không bà chủ lại chỉ vào tầng gian hàng cuối cùng bảo lục lê tư tìm xem nếu có thì là có còn không thì hết rồi lục lê ngồi xổm ở kệ hàng để tìm ra khẩu trang mà phải ăn một đống bụi hơn 7 giờ tối, Lục Lê quay trở lại ký túc xá. Khương Nghi vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy Lục Lê đang cầm que kem sô-cô-la trắng mà mình yêu thích. Chỉ là lực chú ý của Khương Nghi không nằm ở que kem nữa mà rời đến chiếc khẩu trang mà hắn đeo. Khương Nghi hơi khựng lại rồi lên tiếng, cậu gỡ khẩu trang xuống cho tớ xem. Lục Lê chột qua quay đầu, không trả lời yêu cầu của Khương Nghi, tớ đi vệ sinh cái đã. Khương Nghi liền trừng mắt với Lục Lê, lạnh giọng, mấy ngày trước chưa đi vệ sinh nên bây giờ cậu phải gấp gáp đi sao? Lục Lê, Khương Nghi lại tiếp tục hỏi hắn, cậu lại đánh nhau nữa à? Còn lén lút xấu tớ, Khương Nghi càng nói càng tức giận, mà càng khó chịu thì đôi mắt của Khương Nghi càng mở to, nhưng trong mắt của Lục Lê lại vô cùng đáng yêu. Lục Lê theo thói quen lại liếm môi, có chút chột giả suy nghĩ rồi mới đáp lời, nhưng tớ có đem kem về cho cậu mà. Khương Nghi rất tức giận, chuyện này không liên quan đến kem lục lê là vì kem sô cô la trắng que cuối cùng của quầy bán hàng bây giờ cậu không ăn là nó chảy luôn đó một phút sau khương nghi một bên ăn kem ngon lành một bên lại nghiêm mặt hỏi lục lê đã đi đánh nhau ở đâu lục lê không hề chớp mắt lúc nãy tớ không cẩn thận nên té cầu thang vô tình va trúng mặt thôi khương nghi hiển nhiên không tin lời mà lục lê nói vươn tay muốn cởi khẩu trang nhưng lục lê né tránh đến lợi hại né trái né phải cực kỳ nhanh không cho khương nghi chạm vào khẩu trang của mình thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh để trốn khương nghi hơi hoảng lên cậu nghĩ lẽ nào lục lê đánh nhau với người khác sau đó bị gãy răng mất đi thịnh thế mỹ nhan hả nếu không như thế thì tại sao thà là cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh chứ nguyện không để cho mình xem chứ từ nhỏ đến lớn mỗi khi lục lê đánh nhau thì cũng không có né tránh khương nghi như bây giờ cứ che che giấu giấu nhất quyết không cởi khẩu trang cứ như là không muốn để cậu thấy. Ngày trước, cứ hễ đánh nhau với người khác thì Lục Lê còn ước gì Khương Nghi luôn luôn ở bên cạnh hắn, nhờ Khương Nghi bôi thuốc cho, cuối cùng còn ỉ vào vết thương mà được Khương Nghi an ủi, ôm ôm Khương Nghi cắn cắn vài cái. Vậy mà hiện tại, mang khẩu trang còn trốn vào trong nhà vệ sinh không dám lộ mặt. Càng nghĩ thì Khương Nghi càng hoảng hốt, cậu đến trước cửa phòng vệ sinh rồi liên tục kêu Lục Lê đi ra để Khương Nghi xem tình hình. Rất răng cũng có thể trồng lại mà nếu như chú tức giận không cho lục lê đi chám răng thì tiền mừng tuổi và tiền thưởng của khương nghi vẫn còn đó cậu có thể dùng nó để lục lê chám một bé răng mạ vàng vẫn không thành vấn đề mà lúc này trong nhà vệ sinh lục lê tháo khẩu trang xuống nhìn thấy bản thân trong gương cùng với khóe miệng bị bầm của mình đúng là có hơi xấu lục lê nghĩ đến tên trần triệu lại không nhịn được mà chửi bậy lục lê càng nhìn mình trong gương nhìn thấy khóe môi bị bầm tím càng trông thấy bản thân thật xấu xí trước giờ lục lê vẫn không quan tâm quá nhiều về vẻ ngoài của mình nhưng lúc này chỉ cần tưởng tượng đến việc buổi tối đi ngủ khương nghi sẽ nhìn thấy gương mặt này của mình thì lục lê liền bồn chồn lo lắng nếu như mà gương mặt này tiến lại gần khương nghi ôm ôm thì chẳng phải nửa đêm khương nghi tỉnh dậy sẽ giật mình bị hù chết sao lục lê trước tiên cậu ra đây đi tớ sẽ không kể cho chú với gì đâu cậu để tớ xem vết thương nha khương nghi đứng bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa phòng vệ sinh vô cùng thấu tình đạt lý mà nói chúng ta chữa được mà trình triều nghe thấy động tĩnh bên phía nhà vệ sinh hơi nhướng mày thắc mắc cậu ta bị táo bón hả khương nghi hơi lắc đầu rất sốt ruột trả lời trình triều lục lê đánh nhau với người ta bây giờ trốn trong nhà vệ sinh không chịu ra đã vậy còn đeo khẩu trang sống chết cũng không muốn cho tớ xem trình triều tại sao chứ khương nghi có chút chua sót hình như lúc đánh nhau cậu ấy bị người ta đấm gãy răng luôn Trình chiều, nghiêm trọng như vậy hả? Khương Nghi dùng sức gật đầu khẳng định, trước kia lúc bị gãy chân, Lục Lê cũng không giấu tớ như bây giờ. Mà Lục Lê trong nhà vệ sinh cũng liên tục giơ tay che miệng vết thương, cảm thấy như vậy ổn hơn trước rất nhiều, lúc nhìn vào cũng không bị làm cho sợ hãi nên liền mở cửa ra. Nhưng lúc mở cửa, Lục Lê lại nghe thấy Khương Nghi nói sẽ cho hắn làm một cái răng vàng nhỏ. Còn Trình Chiều lúc này lại nói trồng răng vàng làm gì, chỉ cần trồng răng sứ là được, vừa có bảo hiểm y tế ngon lành vừa rẻ hơn nữa, cho nên trồng răng sứ là ổn nhất. Khương Nghi đang nghiêm túc thật hả? Trình Chiều nói rằng hắn không bị đấm gãy răng đâu nhưng mà giọng điệu cũng không chắc chắn lắm. Lục Lê, Khương Nghi nghe thấy động tĩnh phòng nhà vệ sinh, phản xạ đầu tiên chính là nhìn đến miệng của Lục Lê. Thấy răng của Lục Lê vẫn còn nguyên vẹn, Khương Nghi mới thảo phào nhẹ nhõm một hơi. Khương Nghi lo lắng đến mức hàng mi dài cũng hơi run run, cậu tức giận nói với đối phương cậu còn đi đánh nhau thì lần sau coi chừng bị người ta đấm gãy răng luôn trình chiều nhìn thoáng qua cánh tay rắn chắc của lục lê thầm nghĩ đứa nào bị đấm gãy răng cũng còn chưa chắc đâu lục lê liếm môi ngoan ngoãn nghe lời khương nghi được lần sau không đánh nhau nữa nếu lần sau tên nào dám nhắm vào mặt hắn mà đánh hắn sẽ đấm cho đối phương gãy hết cả răng mà khương nghi bên này thấy lục lê với dáng vẻ cực kỳ nghe lời thì lại chắc nịch rõ ràng lục lê không hề để ý đến lời nói của mình cậu nói nếu lần sau cậu còn như vậy tớ sẽ không để ý cậu nữa lục lê nhanh chóng phản đối không được cậu phải đổi câu khác những lời này vừa nghe là đã thấy không may mắn rồi khương nghi cũng không nói thêm lời nào im lặng tìm tam bông cùng với dung dịch khử trùng chờ đến khi khương nghi cúi đầu nhúng đầu tam bông vào thuốc Lục Lê hơi ngập ngừng hỏi, tớ như thế này. Có xấu không? Khương Nghi không hề dỗ dành hắn, xấu. Lục Lê, Khương Nghi nhúng đầu tam bông xong lại chấm nhẹ lên miệng vết thương của Lục Lê, lại tức giận nhấn mạnh xấu muốn chết luôn. Lục Lê, Khương Nghi hơi trọt trọt vào miệng vết thương, chưa từng thấy ai xấu như cậu. Cậu tiếp tục dọa, miệng cậu cũng xấu luôn. Lục Lê, nếu biết trước như thế này thì hắn đã trực tiếp chùm bao tải đánh Trần Triệu. Vậy thì đã không cần đánh nhau một trận với Trần Triều. Ngày đầu tiên được khai sáng lại bị người thương nói mồm mình xấu. Chương 43: Hôm huấn luyện cuối cùng, trời đổ mưa to. Cơn mưa đến nhanh và vội vã, đổ ào xuống như những hạt đậu nành khiến tất cả giáo viên học sinh trên sân thể dục chờ tay không kịp. Vốn dĩ chương trình cuối của ngày tập huấn cuối cùng sẽ là tổng kết lại cả quá trình và làm lễ tri ân đến các huấn luyện viên lúc trưởng phòng đào tạo đang say sưa phát biểu tổng kết trên sân khấu thì trời đổ mưa cơn mưa to đến mức đến cả mặt học sinh cũng không nhìn rõ được trong màn mưa hối hả đó học sinh như bong bóng vỡ tan tác vội vàng chạy về phía tòa nhà dạy học trong cơn mưa tầm tã mịt mờ khương nghi đứng trong hàng chưa kịp phản ứng thì đã có người ở phía sau lấy áo khoác che đầu cho cậu cả người cậu được ai đó sốc lên rồi phóng cậu chạy thẳng về phía tòa nhà ở phía sau chân cậu thậm chí còn không chạm đất dễ dàng bị người ta nhấc bổng lên rồi chạy về phía ký túc xá chỉ là hơi sóc này một chút khương nghi bị phủ áo khoác lên đầu mãi đến lúc dừng lại cậu cởi áo khoác xuống bây giờ mới nhận ra rằng bên ngoài tòa nhà đang mưa rất to mưa tí tách rơi xuống đất làm bọt nước vang tung tóe chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng nước nông trước cơ sở huấn luyện quân sự lục lê đưa tay xoa đầu cậu cúi đầu xem cậu có bị ướt hay không tìm cãi nhau ầm ĩ trong ký túc xá đều là những học sinh đã nháo nhác chạy vào trốn mưa. Chỉ chốc lát trên hành lang đã bị học sinh vây kín, tựa vào lan can nhìn mưa rơi. Khương Nghi trả lại áo khoác cho Lục Lê, cậu vừa ngừng đầu chợt thấy Trần Triệu đứng ở ký túc xá đối diện cách đó không xa lắm. Tòa ký túc xá của cơ sở huấn luyện có dãy hành lang gấp khúc, Trần Triệu chống một tay lên lan can cũng nhìn chầm chầm vào Khương Nghi trong màn mưa hối hả. Khương Nghi khẽ mở mắt ra, trong cơn mưa, đột nhiên cậu nhớ đến một câu mà Trần Triệu đã từng nói, hồi bé chúng ta đã gặp nhau rồi. Có vẻ như cậu và Trần Triệu đã từng gặp nhau thật. Đó cũng là một ngày mưa như hôm nay, cơn mưa ấy rất to, cậu mặc một chiếc quần yếm ngồi ngoài băng ghế dài chờ áp nô, chờ đến mức suýt ngủ gật. Dường như có một cậu bé đã đến và nói chuyện với cậu. Nhưng bé Khương Nghi còn đang mơ mà ngủ nên chỉ liếc nhìn cậu bé đó một cái, sau lại lắc lắc đầu không nói gì. Thấy Khương Nghi nhìn về hướng kia một lúc lâu, như thể đang suy tư điều gì đó, Lục Lê híp mắt lại quay đầu nhìn theo. Vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Triệu mặt mũi bầm tím xương húp cách đó không xa, hốc mắt hắn cũng bầm. Lục Lê, hắn mang theo cảm giác tội lỗi, duỗi tay phủ áo khoác lên đầu Khương Nghi rồi kéo cậu về ký túc xá để lau tóc. Trong ký túc xá, Khương Nghi ngồi trên một chiếc ghế đầu, Lục Lê ở phía sau lau tóc cho cậu. Cậu quay đầu lại nói, hình như hồi nhỏ tớ có gặp Trần Triệu một lần. Động tác của Lục Lê khựng lại, lúc nào? Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi đáp, là lần cậu đi học đấu kiếm tớ ở ngoài chờ cậu tan học ấy. Nhưng lâu quá rồi chắc cậu không nhớ đâu. Lục Lê dừng một chút, sau đó cao mày nói, hồi 23 tháng 7, mùa hè 6 năm trước trời mưa to chứ gì, cậu mặc quần yếm con gấu, có thằng nhóc tóc đen quần trắng hỏi cậu có muốn ăn kẹo không đúng không? Khương Nghi trợn mắt kinh ngạc cảm thán, sao cậu nhớ rõ vậy? Lục Lê tỏ ra như không, vì hồi đó cậu nói với tớ là không thích ăn kẹo của nó, thế mà tới lúc gì Hoàng giặt quần yếm gấu móc ra trong túi cậu được hai viên kẹo. Hắn còn nhấn mạnh thêm, còn là vị chanh nữa. Giấy gói màu vàng có in hình hai chú thỏ trắng, nhìn thôi đã thấy dở rồi. Khương nghi sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói có sao. Lục Lê tức giận đáp có. Lúc đó hắn còn giận dỗi Khương nghi tận hai ngày, cho rằng khương nghi lén lút chơi với bạn mới sau lưng mình không những chơi sau lưng mà còn nhận kẹo đứa bạn mới sau lưng nữa vài ngày sau đó hắn còn hỏi đi hỏi lại khương nghi về tên bạn mới nhưng khương nghi cứ tròn xoay mắt nói đâu có đâu trông ngoan thôi rồi khương nghi nghĩ nghĩ cảm thấy hình như hồi còn bé đó đã ngủ đến mơ hồ hình như có làm gì hay nói gì đó với trần triệu cũng sẽ quên đi lúc tỉnh lại cậu ho khan một tiếng ngượng ngùng đáp hèn gì trần triệu nói tớ quen quen cậu cứ tưởng trần triệu từ đâu tự dưng tới làm quen mà không ngờ được rằng hồi còn bé xíu đã ăn kẹo của trần triệu xong quên bánh trần triệu đi mất bao nhiêu cảnh giác của lục lê cũng vô ích hắn bắt đầu nhấn mạnh hôm sau tớ đem túi kẹo đó trả lại cho trần triệu rồi hôm sau áp nô vứt túi kẹo vào hộp đựng đồ của trần triệu và chấp nhận sự khiêu khích của cậu ta trong suốt quá trình học đấu kiếm điên cuồng đè trần triệu xuống đất khương nghi ngồi trên ghế ngả người về phía sau Vừa nghĩ được gì đó thì đột nhiên nghe thấy người phía sau nói khóe môi mình đau nhói lên, có vẻ như thuốc bôi hôm qua vẫn chưa có tác dụng. Khương Nhi sợ vết thương của lục lê nhiễm trùng nên vội vàng quay đầu lại đáp, đưa tớ xem nào, cậu đụng chúng vết thương hôm nên nhiễm trùng rồi đúng không? Lục lê ngồi xổm xuống đấy, nói dối trắng trợn, chắc vậy rồi, cậu xem giúp tớ với. Khương Nhi cúi đầu thấy vết thương của lục lê không bị hở, chỉ bầm một mảnh nên hơi do dự hỏi, cà vào răng hả? lục lê chỗ nào khương nghi nghĩ nghĩ rồi đáp thì thịt chạm vào răng bên cạnh đó lục lê chậm rãi nói tớ cũng không biết là đụng vào chỗ nào nữa khương nghi bèn phải tự mình chứng minh cho lục lê bằng cách há miệng ra lấy lưỡi đè vào miếng thịt cạnh răng lấy tay chỉ vào là chỗ này nè lục lê nhìn chằm chằm khương nghi thấy mái tóc cậu hơi ướn ướt trước mặt qua đôi môi đang khép hờ hắn nhìn thấy đầu lưỡi trống vào thịt mềm ở má một lúc lâu sau hắn mới từ từ trả lời biết rồi tớ không đau bên trong chỉ đau khóe miệng thôi khương nghi hơi bực mình lẩm bẩm này thì đánh nhau cho đau đi nói thì là vậy nhưng khương nghi vẫn cúi đầu xem vết thương cho lục lê coi coi nó có bị hở miệng hay không khương nghi nhìn một lúc lâu mới buông ra nhíu mày lại không đau thật à lục lê đau mà đột nhiên ánh mắt hắn khẽ lao động thỉnh thoảng còn nhìn lướt qua đôi môi mỏng hồng hồng của khương nghi một lúc lâu mới nói qua loa là, hay cậu thổi cho tớ như hồi nhỏ đi, chắc sẽ hết đau ngay đấy. Khương Nghi nhìn hắn, nói thẳng, cậu lừa con nít à. Lục Lê, Khương Nghi nói tiếp, cho cậu một bài học. Chịu đau trước đi nhé. 9 giờ sáng, trời mưa như chút nước cũng đã ngưng, buổi tổng kết huấn luyện quân sự và lễ tri ân các huấn luyện viên kết thúc, sân thể dục lại chật kín các thầy cô chụp hình chung với lớp. Ban huấn luyện chụp ảnh xong, thấy Lục Lê thì cười và hỏi cái lúc hắn rời đội ngũ xuống dưới bóng cây là vì ai. Lục Lê không chấp mắt, chỉ vào Khương Nghi đang đứng nhìn vào vũng nước dưới bóng dâm. Huấn luyện viên chật lưỡi, vỗ vai Lục Lê, cười mắng, thằng nhóc này, thầy sắp đi rồi cũng không chịu nói thật à. Lục Lê bất đắc dĩ đáp, là cậu ấy ạ à, thầy tin hay không em cũng chịu. Huấn luyện viên chợt nhớ đến hai cậu nhóc bôi dầu thơm trong rừng, ông vui vẻ nói, thầy tin, nếu không phải em tóc vàng còn em ấy tóc đen, thầy còn tưởng hai đứa là anh em thật. Lục Lê suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm, anh em không được đâu. Anh em là xong đời luôn. Khoảng 2 giờ chiều, 7-8 chiếc xe buýt đi vào cơ sở huấn luyện quân sự rồi lại lắc lư đưa học sinh giáo viên về lại nhất trung ở thành phố. Nhất trung chật ních phụ huynh chờ đón con, sau khi xe buýt dừng trước trường, một đám thiếu niên đen nhẻm chui ra khỏi xe. Khi Lục Lê kéo vali về lại nhà họ Lục, hắn thấy người mẹ thân yêu của mình đang gọi cục cương ơi lục lê thuần thục né người sang một bên đặng nhường đường cho người mẹ thân yêu của mình lao vụt qua hắn để ôm lấy khương nghi bà liên tục hỏi khương nghi mấy ngày nay có mệt không có buồn ngủ gì không khương nghi nặn ra cái má lúng đồng tiền nho nhỏ cậu ngoan ngoãn đáp Dạ không mệt cũng không buồn ngủ gì ạ à? giáo viên ở đó tốt lắm ạ à? mẹ lục sờ eo khương nghi sờ vừa được vài cái đã nói câu chắc nịch gầy rồi nhé Lục lê sụ mặt nói mẹ đừng có sờ xuống mông của Khương Nghi. Mẹ lục chật lưỡi một cái, quay sang nhìn vết thương trên mặt hắn, nói hắn ven áo khoác lên coi trên người thế nào, xong yêu nhã nói sao con xấu thế hả? Lục lê, mẹ lục thở dài thường thượt, đúng là cục cưng của mẹ nhìn vừa mắt hơn. Xong bà quay đầu sang nhéo mặt Khương Nghi, đáng yêu quá đi à. Khương Nghi, lục lê nghĩ thầm, hắn cũng thấy đáng yêu muốn xỉu. Nhưng hắn không dám nhéo mặt Khương Nghi như mẹ của mình. Hắn chỉ dám lén hôn Khương Nghi lúc cậu ngủ thôi. Hắn bình tĩnh nghĩ, phải kiếm nhiều tiền hơn mẹ mình mới được. Khương Nghi ngoan ngoãn cho bà nhéo mặt không phản kháng gì, chỉ mở to đôi mắt tròn xoay nhìn mẹ lục. Trong mắt cậu, bà luôn như vậy, dịu dàng, tràn đầy yêu thương, giống như tấm chăn bông được sấy khô vào buổi chiều, tỏa ra nhiệt độ dễ chịu, ngủ trên đó như ngủ trên bông. Cậu cũng hiểu tại sao mỗi lần trở về mẹ Lục sẽ kéo cậu đến nhà họ Lục. Bởi Lục Lê sợ cậu về nhà một mình, ba Khương đi làm, trong nhà chống hoác cô đơn chẳng có ai, thật sự rất cô đơn. Mẹ Lục đầy dịu dàng yêu thương kéo tay Khương nghi, chiều miến dắt cậu vào bàn ăn sau đó nói với Lục Lê mặt bầm ngồi ra xa một chút để không ảnh hưởng đến việc ăn ngon miệng của bé yêu. Sau bữa cơm trưa, Khương Nghi đi tắm xong thì vào phòng Lục Lê chơi xếp hình. Cậu nằm trên giường Lục Lê, khoanh chân chống trầm nghĩ phải xếp mấy mảnh ghép vào bộ hình như thế nào, lông mi cậu thật dài còn cong cong lên. Vì đang là mùa hè nên Khương Nghi chỉ mặc một chiếc quần ngắn lộ ra bắp chân chắn nón, mảnh khảnh dài dài, mắt cá chân cũng rất đẹp, giống như chỉ cần một tay thôi cũng có thể ôm lấy. Lục Lê vừa tắm xong ngồi trên sofa chơi game, cơ thể hắn hơi cứng lại, không dám quay đầu sang nhìn. Trong lúc chờ nhân vật hồi sinh, lục lê nghe thấy phía sau cách đó không xa chuyển đến tiếng cọ sát vào vài lụa mềm mại chắc là khương nghi nằm trên giường đang chờ mình đổi tư thế để chơi sau đó nghe một tiếng ưm um, rất nhỏ còn mang theo chút nghi vấn chắc là khương nghi ghép sai hình nên mới cau mày nghi hoặc tự hỏi theo bản năng như vậy sau đó cậu còn tự lầm bầm một tiếng rồi lấy miếng ghép hình ra sau đó tiếp tục ghép tiết hầu lục lê nhấp nhô một cái làm sao cũng không thể không bỏ được sự chú ý của mình với người phía sau sau một màn chơi không có âm thanh nào phát ra từ phía sau nữa có vẻ như chơi một lúc mệt nên đã ngủ mất rồi hệt như hồi còn bé lục lê đứng dậy dọn dẹp đống xếp hình trên giường sau đó vén chăn lên đắp cho khương nghi hắn nhìn chằm chằm vào mặt khương nghi không chịu được nữa nên đã lén hôn cậu một cái đây là lần đầu tiên hắn hiểu được lòng mình trước khi hôn môi nhanh và thật nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến cho trái tim lục lê đập loạn lên một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được Xong hắn cũng nhắm mắt lại ngủ chưa cùng Khương Nghi. Sau 5 giờ chiều, ánh chiều tà lan ra ngoài cửa sổ. Khương Nghi bị tiếng chuông đánh thức, cậu thoát khỏi vòng tay của Lục Lê rồi trả lời điện thoại của Lục Lê ở đầu giường, mơ màng đáp alo ạ. À? Hai phút sau, Khương Nghi sừng sốt, nên người hỏi cô cảnh sát. Lừa đảo, cô gái bán trả, Lục Lê cũng bị đánh thức, hắn mở mắt ra nghe thấy Khương Nghi đang nói chuyện nên hỏi sao vậy. Khương Nghi tắt máy thành thật nói, hình như Trung Mậu bị lừa rồi. Chương 44, 38 vạn, Trung Mậu bị lừa 38 vạn. Trước đồn cảnh sát, Khương Nghi ngồi xổm ở ven đường thờ hồn hình, đôi mắt mở to ra. Tần Lan cũng ngồi bên cạnh, khẽ thở dài, chắc không sao đâu, toàn là tiểu tiêu vặt của nó ấy mà. Khương Nghi lẩm bẩm, 38, đủ nạm ba cái răng vàng cho Lục Lê rồi. Lục Lê, Trung Mậu đang ngồi xổm phía trước gào khóc, cô ấy lừa tớ. Khương Nghi vỗ vai an ủi, không sao đâu, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm lại được số tiền đó thôi. Ba cái răng vàng đó, Trung Mậu nghẹn ngào khóc còn dữ hơn hồi nãy. Ứng ừ chắc hàn ho khụ khụ, hạ giọng nói tiền bạc không phải vấn đề, người yêu nó không những lừa tiền mà còn lừa tình nó nữa kìa. Khương Nghi do dự, tiểu điềm điềm của cậu ấy không thích cậu ấy à. Suy cho cùng thì kiểu lừa đảo trực tuyến như của Trung Mậu bọn lừa đảo sẽ dùng lời ngon ngọt để lừa người bị hại, tiểu điềm điềm không thích trung mậu nên mới lừa tiền bạc của nó, trông cũng có vẻ hợp lý. Ứng ừ, chắc hàn, ừm, cậu ta huyền chuyển nói, tiểu điềm điềm là một người đàn ông cứng rắn lực lưỡng. Lâu nay mấy lời tỏ tình mà trung mậu nói đều là tỏ tình với một gã đàn ông. Cậu ta quay sang nhìn trung mậu, tiếp tục buồn bã nói, cảnh sát còn đưa lịch sử trò chuyện cho thư ký chú trung đọc mà do thời gian gần đây Trung Mậu hay chuyển tiền vào một tài khoản khá khả nghi, số tiền chuyển đi không hề nhỏ khiến cảnh sát chú ý, sau một vài lần điều tra cảnh sát đã xác định Trung Mậu đã bị lừa qua mạng. Cách thức lừa đảo này cực kỳ phổ biến trên mạng, kết bạn qua game rồi có được sự tin tưởng của người bị hại, sau đó thì dụ dỗ, dỗ nạn nhân chuyển tiền cho mình. Do lịch trình bận rộn nên ba Trung không thể đích thân đến đón Trung Mậu mà cho thư ký đến xử lý việc này. Khương Nghi Cậu nhớ lúc trước ngày nào Trung Mậu cũng ôm điện thoại gọi người bên kia là cưng ơi cưng à, cho cắn miếng cho nượm miếng đi. Rồi lại nghĩ đến chuyện thư ký của ba Trung đọc được lịch sử trò chuyện xong lại kể cho ba Trung nghe, Trung Mậu lau nước mắt, khóc còn dữ dội hơn nữa. Cậu ta hòa lên khóc nói, hắn là đàn ông mà gọi tớ là cục cưng, gọi tớ là anh trai ơi. Ngày nào cũng dỗ dành tớ ngủ, chơi game lúc nào cũng support cho tớ. Tên biến thái chết tiệt, Lục Lê hắn mất hứng đá một phát vào mông trung mậu, chừng mắt với cậu ta, nói cái gì vậy? Khương nghi nghiêng đầu nhìn sang, cậu nghĩ hình như bây giờ cứ lúc ngủ lục lê sẽ len lén gọi cậu là cực cưng rồi đòi cậu gọi hắn là anh trai ơi, ngày nào cũng dỗ hắn đi ngủ. Nhưng chắc lục lê không phải là tên biến thái chết tiệt đâu nhỉ. Khương nghi vỗ vai trung mậu, an ủi, chắc là cậu xui nên mới gặp biến thái thôi. Trung mậu bị đá vào mông, buồn bực nghẹn ngào đáp, vốn yêu vào là đã không hay ho rồi, các cậu đừng bao giờ yêu nhé. Tần Lan nói, ai bảo mày yêu qua mạng làm gì? Là thành viên của đội bóng rổ trường, trung Mậu cao chừng 1 m tám đẹp trai người người tỏa cả nắng, nhưng sở thích lớn nhất của cậu ta là chơi game. Cậu ta ngồi xổm xuống đất lau nước mắt, đau buồn nói, chúng mày không biết có được một người support mình mỗi ngày sẽ thế nào đâu. Chúng mày mà hiểu thì chắc chắn sẽ thích người đó thôi. Hắn là một người support tuyệt vời, nhưng tiếc là đàn ông. Khương Nghi nghiêng đầu ghé vào tai Lục Lê thì thầm, cuối cùng là cậu ấy thích support hay thích ngọt ngào vậy? Lục Lê, chịu luôn. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói không chấp mắt với Khương Nghi, nhưng tớ cũng có thể đánh support với cậu mỗi ngày mà. Tớ support cũng giỏi lắm đấy nhé. Khương Nghi thành thật đáp, nhưng chơi Anipop có cần support đâu. Lục Lê, Khương Nghi tiếp tục thành thật nói, mấy trò khác thì tớ lại không thích chơi lắm. Lục Lê, Trình Chiều phá lên cười một đám nhóc ngồi bên lề đường nghe Trung Mậu khóc hai tiếng đồng hồ liền cho một mối tình chết yểu. Hai tiếng sau, cuối cùng Trung Mậu cũng khóc đủ rồi lau nước mắt, lắp bắp kéo tay áo Khương Nghi hỏi trong nhà cậu có ai không. Khương Nghi ngồi xổm nghe vậy bèn lắc đầu, nhà tớ chỉ có ba, mà ba tớ thường về khá muộn. Sao vậy, Trung Mậu ngượng ngùng đáp, tớ ngủ lại nhà cậu vài ngày được không? Lục Lê lập tức hất tay Trung Mậu ra, không nhịn được phải mắng, đờ mờ mày tính làm gì hả? hắn sang nhà Khương Nghi ngủ còn phải lén lút trèo cửa sổ, cài báo thức lúc 4 giờ 30 sáng để dậy để còn trèo cửa sổ về. Trung Mậu nói muốn sang nhà Khương Nghi nhẹ tênh, nó bị gái bán trà lừa rớt não rồi hay gì. Vẻ mặt Trung Mậu đau khổ há miệng như sắp khóc đến nơi, Khương Nghi vội vàng bịt miệng cậu ta lại, nghiêm túc nói, nín. Trung Mậu ngơ ngác nuốt những giọt nước mắt vào trong. Khương Nghi, sao đột nhiên cậu muốn qua nhà tớ vậy? Trung mậu đau lòng Lý Nhi nói, tớ mà về nhất định ba sẽ đánh tớ chết mất. Có khi ông còn cạo đầu tớ nữa, tớ định sang nhà cậu trốn một khoảng thời gian để chờ mẹ về nước, ba tớ cũng nuôi giận. Nề nếp nhà họ Trung rất nghiêm ngặt, có vài chú bác còn nhập ngũ, cả nhà họ Trung chẳng tìm ra ai giống như Trung mậu. Trung mậu biết chứ, cậu ta đã yêu sớm lại còn bị lừa tiền, kiểu này về ba Trung sẽ đập cho tới chết luôn. Bây giờ mẹ cậu ta còn đang du lịch nước ngoài, mà nước xa thì có cứu được lửa gần đâu chờ mẹ đi du lịch về thì trung mậu đã bị ba đánh chết từ lâu rồi trong đám trẻ bạn bè nhà họ lục họ tần họ trình trung mậu ở nhà người nào kiểu gì cũng bị ba tìm ra chỉ có khương nghi là khác họ trung và họ khương không có quan hệ gì nên cha sẽ không đi tới cửa lãnh người được nghĩ đến đây trung mậu lau nước mắt nói khương nghi tớ tới nhà cậu đun nước nấu cơm giặt đồ cho cậu được không mặt lục lê lập tức đen sầm lại mẹ nó chứ đây là việc của hắn mà. Thư rớt não như trung mậu mà muốn tranh giành à. Khương nghi sờ mũi, hơi xấu hổ nói, nhà tớ không có phòng cho khách, chỉ có hai phòng thôi. Một phòng là của cậu còn phòng kia là của ba Khương. Nếu Trung Mậu đến sẽ không có chỗ ngủ. Trung Mậu sợ Khương Nghi không đồng ý nên sụt xịt rơm rớm nước mắt nói, tớ ngủ trên sàn cũng được, chỉ cần cho tớ cái chiếu thôi. Khương Nghi, cậu tốt bụng vậy chắc chắn cậu không muốn nhìn thấy tớ bị ba đánh chết đâu đúng không? Khương Nhi tỏ vẻ do dự, có vẻ là đang cân nhắc. Trung Mậu rơm rớm nước mắt tiếp tục nói, hồi trước ba tớ là quân nhân, còn lấy gậy đánh tớ nữa. Còn cô tay múa chân đầy bi thương, cái gậy to vầy nè, ba tớ chưa bao giờ nương tay với tớ cả. Khương Nhi, tớ không muốn bị ba đánh chết đâu. Khương Nhi thấy Trung Mậu bị gái bán trà lừa, mối tình đầu đầy đau khổ nên mềm lòng nói, được rồi. Lục Lê, hắn phẫn nộ nói, không được trình chiều bình tĩnh nói tôi thấy được tần lan xoa cầm bảo tao thấy cũng không có vấn đề gì chắc chú trung sẽ không đến mức tìm tới nhà khương nghi để đánh người đâu gì trung đi nước ngoài quá lắm là một tuần một tuần sau kiểu gì cơn tức của chú trung cũng sẽ tiêu mất ứng ừ chắc hàn hào hứng nói tớ cũng thấy vậy tớ đi nữa được không cậu ta hăm hở nói thêm một người vào phòng khương nghi chắc không vấn đề gì đâu nhỉ khương nghi lắc đầu nói thật không nhích thêm được nữa tại trên giường còn có cả lục lê mà. Ứng ừ, chắc hàn tưởng Khương Nghi nói giường cậu ấy chật rồi không nhét thêm được nữa, dù có hơi tiếc nuối nhưng đành phải chịu thôi. Trung mậu rơm rớm nước mắt nói, Khương Nghi cậu tốt bụng quá. Tớ sẽ ngoan ngoãn ngủ dưới gầm giường, dù có chuyện gì cũng sẽ không làm phiền cậu đâu. Lục lê lườm Trung mậu, Khương Nghi thoáng do dự, sofa ở phòng khách nhà tớ cũng khá là lớn, cậu muốn ngủ ở đó không? Dù lý do Trung mậu đến nhà mình là gì, nói chung cậu ta vẫn là khách, nếu cậu nói nhường giường cho Trung Mậu kiểu gì cậu ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng để Trung Mậu ngủ sàn nhà thì Khương Nghi thấy không ổn. Nào ngờ, đầu Trung Mậu lập tức gật như chống tỏi, hoảng loạn nói đừng đừng đừng. Lỡ nửa đêm có con ma kéo chân tớ thì sao? Lục Lê cười khầy, mày có gan yêu sớm vung hẳn ba vạn tệ mà không có gan ngủ sofa một mình hả? Khương Nghi lặng lẽ nhéo Lục Lê một cái, thì thầm, đừng nhắc đến chuyện làm người ta đau lòng nữa. Khương Nghi nhớ đến dáng vẻ khóc lóc thê thảm của Trung Mậu hai tiếng trước. Trung Mậu bĩu môi, tình yêu đầu tiên sao gọi là có gan được. Lục Lê cười lạnh, tình đầu đáng giá 38 vạn hả. Khương Nghi ho khan một tiếng, nhéo Lục Lê thêm cái nữa, nhỏ giọng cậu sao vậy? Cứ thích chọc vào vết thương của Trung Mậu, Lục Lê vô cảm nói, không sao, chỉ là giống ba Trung Mậu, không chờ được để tần Trung Mậu lúc hắn tới nhà Khương Nghi ngủ cứ phải lén la lén lúc thế mà Trung Mậu sang nhà Khương Nghi thì quang minh chính đại, đúng lý hợp tình, cửa sổ cũng không cần trèo, cứ đi thẳng vào ngủ đến trời sáng. Xí, nhưng hắn lại không nói được gì. Khương Nghi nhỏ giọng, Trung Mậu vừa mới thất tình, cậu đừng chọc vào vết thương của cậu ấy nữa. Lục Lê nghĩ thầm nhìn nó vậy là thấy khỏe rồi. Trung Mậu không có bé cưng ngọt ngào của nó nữa thì sang nhà bé cưng của mình hả? hắn như vậy mà không mắng chửi ai là đã tốt lắm rồi. Trung mậu không còn bé cưng ngọt ngào nữa, ôm Khương Nghi cảnh giác nói, Khương Nghi, cậu phải trông tớ đi đấy. Nếu không Trung mậu sợ sẽ bị lục lê đá xuống xe. Khương Nghi, cậu đau đầu nói, tớ đảm bảo sẽ trông, cậu bỏ chân tớ ra đã. Trung mậu buông chân Khương Nghi ra, nhắm mắt đi bên cạnh cậu, cảnh giác nhìn lục lê. Mặc dù không biết tại sao. Nhưng Trung Mậu cứ có cảm giác Lục Lê đang nhìn chằm chằm mình như đang xuống xé mình ra làm đôi. Cuối cùng cả nhóm chia tay nhau ở ngã tư, Lục Lê hùng hổ đá cậu ta vào xe nhà họ Lục, Khương Nghi lên xe trước nên không biết Lục Lê tính nhét Trung Mậu vào cốp. Nửa tiếng sau, Trung Mậu đứng trước cửa nhà Khương Nghi, sững sờ nói, nhà hai cậu gần vậy hả? Hoặc nói cách khác là hai người đang sống cùng nhau, Lục Lê liếc sang nhìn cậu ta, hư một tiếng không nói gì. Khương Nhi cong mắt lên giải thích một chút, lúc vào cửa, khi cậu cúi người lấy dép trong tủ giày ra cho Trung Mậu, đột nhiên cậu nghe Lục Lê nói, đôi này không được. Đôi này tớ đi vào mùa thu, Khương Nhi cúi đầu nhìn đôi dép Lê chưa mang bao giờ, ngơ ngác nói, hình như tớ chưa thấy cậu đi nó bao giờ mà. Sai chân của Khương Nghi nhỏ hơn Trung Mậu nên Trung Mậu chỉ có thể mang dép Lê của Lục Lê. Lục Lê nghiêm mặt đáp, thì thu năm nay tớ đi không được sao khương nghi đành nói thôi được rồi cậu cúi xuống lấy một đôi khác lục lê chưa đi bao giờ cậu vừa cầm lên đã nghe lục lê nói đôi đó cũng không được đôi dép đó là hồi trước khương nghi đi siêu thị giảm giá mua cho hắn hắn còn không nỡ đi nên mới để trong tủ lâu như vậy không thể nào cho trung mậu mang nó được khương nghi lục lê lục lê khoanh tay tựa vào tủ giày nghiêm mặt nói làm sao khương nghi bất đắc dĩ nói chỉ là một đôi dép thôi mà giống hệt áp nô lúc nhỏ vậy tự bản thân sẽ tùy tiện cho người khác nhiều thứ ví như những món đồ chơi hay giày bản giới hạn đều có thể tùy ý cho bạn học nhưng những đồ thủ công khương nghi tự làm hắn sẽ không cho ai động vào lục lê tức giận nói dép có vấn đề gì hà nó có bản lĩnh cho tiểu điềm điềm ba vạn tám chẳng lẽ không mua được cho mình đôi dép sao trung mậu chề môi háo hức nhìn nhà khương nghi khương nghi hít sâu một hơi cậu nhéo lục lê một cái rồi nhỏ giọng cậu còn như vậy tớ sẽ ném cậu và mấy đôi dép lê này ra ngoài đấy, cậu tin không? Lục lê, hắn sụ mặt cúi người lấy một đôi từ ngăn cuối trong tủ dép, đó là đôi năm lớp 6 hắn mang sang nhà chơi với Khương Nghi đưa cho Trung Mậu. Trung Mậu, cậu ta im lặng nhìn đôi dép lê đã mòn nằm dưới đất rồi ngước lên nhìn lục lê. Lục lê nhìn chằm chằm lại, mòn chút không được hả? Khương Nghi im lặng nhìn qua, lục lê ngơ ngác nói, không thì đi chân trần là được rồi còn muốn đi đôi dép mà khương nghi đưa cho hắn nữa chứ trung mậu mang dép lê đi vào nhà xong mới thấy căn nhà tuy không lớn nhưng bày biện ấm cúng nhìn rất thoải mái khương nghi đẩy cửa phòng ra trung mậu mới phát hiện trong phòng trải đầy thảm thấy ánh mắt tò mò của trung mậu khương nghi bèn giải thích lục lê không thích âm thanh nên phòng của cậu ấy và của tớ đều trải thảm trung mậu thấy hơi khó hiểu sao cậu ta không nhớ là lục lê không thích âm thanh chói tai không thích tiếng ồn nhỉ hơn nữa thảm trải trên nền nhà trông không giống thảm cách âm, dù cũng có tác dụng cách âm nhất định nhưng lông xù và mềm mại hơn, giống như kiểu thảm giữ ấm. Từ đồn cảnh sát về nên Trung Mậu muốn đi tắm, vì tới nhà Khương nghi vội quá nên không kịp dọn dẹp một số đồ dùng và đồ lót, tính cậu ta vô tư tự thành quen, còn thường sang nhà Tần Lan chơi game với Tần Lan. tạ người cả hai tương đồng nên hay vơ được đồ nào là mặc đồ đó. Nhưng người Khương Nghi gầy gò hơn nhiều nên quần áo cũng nhỏ hơn của Trung Mậu, nào ngờ vừa ngước mắt đã thấy có hai bộ đồ phơi trên ban công trông khá rộng rãi, kiểu dáng cũng trẻ trung, trông có vẻ là cho người trẻ mặc. Trung mậu hào hứng hỏi đồ trên ban công mặc được không, Khương Nghi ngồi trên sofa thò đầu ra nói không được vì đó là đồ của Lục Lê nên phải hỏi Lục Lê ấy. Lục Lê sốt ruột đi vào phòng của Khương Nghi, tìm bộ quần áo hồi học cấp 2 của mình rồi ném chúng cho Trung Mậu, nói Trung Mậu đi tắm rồi mặc lẹ. Mặc dù Trung Mậu hơi khó hiểu nhưng vẫn hào hứng cầm quần áo cũ đi tắm. Trong lúc Trung Mậu đang tắm, Khương Nghi với Lục Lê đang cãi nhau trên ghế sofa trong phòng khách. Nội dung tranh cãi là tối nay Lục Lê có trèo cửa sổ vào nữa hay không. Khương Nghi: "Không, nếu tối cậu trèo vào kiểu gì cũng đánh thức Trung Mậu." Lục Lê: "Tớ sẽ leo vào nhẹ thôi, tối Trung Mậu ngủ như heo, sao phát hiện ra được." Chương 45 Khương Nghi và Lục Lê to tiếng với nhau trong khi Trung Mậu đang tắm. Trung Mậu tắm xong, hai người vẫn đang cãi lộn. Trung Mậu mặc quần đùi, bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc ướt nhẹp. Vừa mới lũ đầu vào phòng khách đã bị một cái gối nện thẳng vào mặt. Lục Lê tức giận quát, mẹ mày mặc quần áo đàng hoàng cho tao. Trung Mậu bị cái gối nện cho mua người. Nó ngơ ngác sờ sờ cái quần đùi của mình, bụng nghĩ chẳng phải mình đã mặc đồ rồi sao. Hồi trước ở nhà Tần Lan, nó với tần lan đi ra ngoài chơi bóng lúc về thì cả người đầy mồ hôi nóng không chịu được hai thằng con trai thường xuyên tắm xong rồi mặc độc chiếc quần đùi ra phòng khách chơi game nó cũng đâu cởi chuồng lắc lư trong nhà khương nghi đâu trung mậu không hiểu lắm nhưng để không bị cái gối nện lần thứ hai nó bèn vào phòng tắm mặc thêm cái áo trong phòng khách hai người vẫn còn đang to tiếng khương nghi thức giận quát hôm nay trung mậu bị lừa một vố đã đủ đau rồi sao cậu còn lấy gối ném vào cậu ấy lục lê giận dữ đáp lại bị lừa ba vạn tám là không mặc đồ xuất hiện trước mặt cậu được hả nếu ngày nào tớ cũng bị lừa vậy ngày nào tớ cũng có thể không mặc đồ đứng trước mặt cậu đúng không hôm nay không mặc áo biết đâu được ngày mai sẽ cởi chuồng khương nghi cậu bình tĩnh chút lục lê bình tĩnh không được tối nay tớ phải ở đây khương nghi lỡ trung mậu phát hiện thì phải làm sao Lục Lê bày vẻ mặt dữ tợn, xử nó. Khương Nghi, Trung Mậu Thành thật mặc quần áo xong, thấp thỏm ló đầu vào phòng khách ngóng. Giây tiếp theo, hai người vẫn còn đang cãi nhau trên sofa, quay đầu nhìn cậu ta tròng chọc. Trung Mậu, Lục Lê mất kiên nhẫn nói, rảnh thì cút lên sân thượng phơi đồ đi. Trung Mậu, Khương Nghi nghĩ một hồi, hỏi, hay là cậu đói rồi? Hồi trạm vảng, họ còn chưa kịp ăn tối thì phải lên đồn cảnh sát nhưng Khương Nghi đã được Lục Lê chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn vặt trên xe của nhà họ Lục, nhiều đến mức bị Lục Đình với vợ châm biếm cho mấy lần. Lục Lê là cái kiểu nếu Khương Nghi than đói, y như rằng hắn hận không thể tháo lốp xe lên nấu cho Khương Nghi ăn. Nhưng nhìn chung mẫu thế kia, trông cậu ta có vẻ vì ở trong đồn đến khuya nên còn chưa ăn tối, đến giờ cũng chưa ăn được cái gì. Nghe Khương Nghi nói thế, Trung Mậu lắp bắp đáp, ở đây có thể gọi đồ ăn không? Lục Lê, Khương Nghi, shipper nào mà giao hàng vào được tận đây, đều có nghĩa hắn đang khiêu khích vị phu nhân họ lục. Nhìn sắc mặt hai người đối diện, Trung Mậu liền đoán được nhà họ giống hệt nhà cậu ta, muốn ăn bên ngoài là nguy hiểm không thôi. Trung Mậu đau khổ, than, bụng đói rồi biết làm sao đây. Lục Lê hời hợt nói, coi trong ngăn kéo có mì gói. Tự nấu đi, Trung Mậu, Khương Nghi quay đầu nhìn Lục Lê, tớ cũng đói rồi. Lục Lê vừa khuỵu gối xuống thì liền đứng phát dậy, vừa lấy tạp dề treo trên tủ lạnh, vừa hỏi muốn ăn gì. Khương Nghi hỏi nhỏ Trung Mậu, cậu muốn ăn gì? Trung Mậu sướng sờ nhìn Lục Lê ngoài kia, hắn vừa kiêu ngạo vừa ngỗ ngược, bị lôi kéo cho thiếu nợ người ta mấy vạn tệ, cũng chẳng chịu kiên nhẫn bao giờ, vậy mà cái thân cao 1m9 ấy lại mặc tạp dề, chuyên chú tìm nguyên liệu trong tủ lạnh. Trên tạp dề còn in, mừng khai trương, mua 300 giảm 30. Khương Nghi trèo lên sofa, nói cái gì Lục Lê cũng biết làm cả cậu muốn ăn gì thì cứ nói trung mậu uống ngụm nước thử hỏi sườn kho khương nghi gật đầu thuần thục hướng về phía bếp hét to tớ muốn ăn sườn kho lục lê muốn thêm khoai tây hay hành tây khương nghi ló đầu ra hỏi nhỏ không thêm gì hết được không lục lê không được khương nghi khịt khịt mũi bèn chọn loại rau củ bớt đáng ghét hơn nhưng vẫn không tình nguyện gì cho cam vậy khoai đi khương nghi lại quay đầu hỏi Trung Mậu còn muốn ăn gì nữa không? Trung Mậu nhìn Lục Lê đang lấy gạo trong bếp rồi run lẩy bẩy kêu ba món rau, một món canh. Nó đã sẵn sàng bị Lục Lê phi dép lào vào mặt nó bất cứ lúc nào. Quả nhiên, sau khi Khương Nghi nói ba món canh, một món rau theo yêu cầu của Trung Mậu cho Lục Lê, căn bếp chìm trong im lặng thật lâu. Khương Nghi trèo lên sofa, bật quạt, tóc bay bay. Trung Mậu bị sự im lặng thật lâu ấy dọa cho kinh hồn táng đảm nó thầm nghĩ toang rồi, chơi ngu rồi. Trung Mậu run cầm cập nói với Khương Nghi, không cần đâu, kêu anh Lục nấu đại một món rau là được rồi. Chơi ngu rồi chỉ sợ thứ nó ăn không phải cơm nữa mà là chiếc dép của Lục Lê. Ngờ đâu, Trung Mậu còn chưa nói xong thì thấy Lục Lê trong bếp rất hài lòng với khẩu vị của Khương Nghi, như thể đang hận không thể gọi thêm vài món cho cậu vậy. Hắn nhẹ nhàng hỏi, ăn xong muốn ăn thêm đồ ngọt không? Khương Nghi quay đầu hỏi Trung Mậu, ăn xong muốn ăn thêm đồ ngọt không? Trung Mậu hơi hoảng, Khương Nghi thấy Trung Mậu đang hốt hoảng, bèn lắc đầu đáp không cần. Lục Lê hơi thất vọng, ok. Nửa tiếng sau, Khương Nghi kéo Trung Mậu đứng ngoài phòng bếp, xem Lục Lê biểu diễn xoay nồi bằng một tay. Khương Nghi cao hứng khen, giỏi quá. Trung Mậu nghẹn lời, giỏi thật. Hắn đứng trong bếp, mặc áo ba lỗ, vắt chiếc khăn lên cổ. Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn trồi lên, trông rất mạnh mẽ. Mái tóc vàng óng rối nùi, mặt hắn lạnh băng, như thế lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu kiên nhẫn. Lúc này, ánh lửa làm cho khuôn mặt hắn càng thêm thâm trầm. Khi Lục Lê sách con dao thái rau, Trung Mậu cảm thấy người như Lục Lê đáng lẽ phải nên ngậm điếu thuốc trong miệng, lạnh lùng tàn khốc vung dao, chứ không phải lạnh lùng tàn khốc vung nồi. Lục Lê, tàn khốc, thuần thục mở nắp nồi lên bằng một tay. Một mùi hương thơm lừng bay ra, Ngọn lửa phừng lên rồi tắt hẳn Khương Nghi đứng ngoài phòng bếp vỗ tay khích lệ hắn Biết Khương Nghi vui vẻ xem Lục lê bèn sốc cái nổi thêm mấy cái Trung mậu chết điếng Thấy ảo vãi Sau hơn hai chục phút Trên bàn ăn Trung mậu ăn ngấu nghiến Ngon đến nổi nó không muốn ngừng đầu Cậu ta vừa ăn vừa khen Mày còn nấu còn ngon hơn mẹ tao nhiều Có lén học lớp nấu ăn nào không đấy Trung mậu chưa từng thấy ai chạp với cậu ta nấu cơm càng đừng nói có ai nấu được ngon như vậy. Khương Nghi gắp miếng khoai vào bát của Lục Lê, thấy Lục Lê chẳng buồn ngừng đầu bèn nói, không học. Nếu trong nhà mày có người chẳng chịu ăn gì, mày cũng sẽ giống tao thôi. Trung Mậu lau miệng, thành thật nói, nhà tao mà kén ăn là ăn đòn đấy. Bà tao nói đánh mấy roi là xong, đợi đói rồi là cái gì cũng chịu ăn cả. Lục Lê vươn chân, khều khều dép lê của Khương Nghi, liếc xéo, nghe chưa? Khương Nghi từ từ tốn tốn cắn miếng khoai, rụt chân lại giả điếc. Nhưng Lục Lê lại vươn cặp chân dài khều chân Khương Nghi rồi lấy đầu gối kẹp chân cậu lại. Hắn thì thầm, "Còn kén ăn nữa là ăn đòn nhé." Khương Nghi tin mới lạ, Lục Lê vẫn hệt như lúc nhỏ, làm bộ làm tịch đòi đánh mông của cậu. Ăn cơm xong, Chung Mậu bị đuổi xuống bếp rửa bát. Lúc cậu ta để bát vào tủ thì phát hiện tầng trên cùng của tủ có đặt hai cái bát nhỏ, vài cái muỗng và vài đôi đũa, cũng nhỏ nốt. Trong hai cái bát đó, một cái có hình hoa xanh, một cái có hình hoa vàng, dễ thương thật. Cái muỗng nhỏ được dựng đứng ở một bên, dưới ánh đèn trông nó đáng yêu như đồ của trẻ con vậy. Khương nghi sợ Trung Mậu không biết rửa bát rồi làm bể hết mấy cái dĩa, bèn len lén xuống bếp xem Trung Mậu rửa bát thế nào rồi. Thấy Trung Mậu đang ngắm nghĩa cái bát nhỏ, muỗng nhỏ, Khương nghi bèn giải thích đấy là cái bát của tớ và Lục Lê lúc nhỏ. Trung Mậu giật nảy mình, nó nhìn cái bát, rồi lại nhìn khương nghi nó dằn xuống căng thẳng nói khương nghi cậu nói thật cho anh trai nghe khương nghi cái gì trung mậu mặt trông nghiêm trọng lắm hỏi cậu với lục lê có phải bà con xa của nhau không khương nghi trung mậu nhiệt tình nói tiếp cậu yên tâm tớ sẽ không nói cho ai biết đâu khương nghi cậu bèn đáp bọn tớ không có họ hàng gì với nhau hết do lục lê hồi nhỏ ngày nào cũng bưng bát ngồi xổm trước nhà tớ nói gì cũng không đi Ba tớ dứt khoát mua luôn hai bộ đồ ăn để trong nhà, để mỗi lần lục lê đến nhà ăn cơm thì khỏi phải đem bắt lại nữa. Hồi nhỏ, áp nô dính khương nghi đến nỗi làm người ta giận đỏ cả mặt. Không những ngày nào cũng đòi ngủ với khương nghi, mà đến ăn cơm cũng đòi ăn chung với khương nghi mỗi ngày. 10 giờ đêm, phòng của khương nghi, trung mậu nằm trên sàn nhìn lục lê với khương nghi ngồi trước bàn sách. Cậu ta ngơ ngác, cảm thấy hình như không đúng lắm. Lục lê dựa vào ghế chơi game. Khương Nghi cũng chơi game. Cả hai người cùng chơi chung một trò chơi. Dường như Khương Nghi đang chơi support cho Lục Lê. Lục Lê, qua đây ăn máu nè. Khương Nghi, ừm, Lục Lê, muốn kêu không? Khương Nghi, không cần. Vì chừng ám ảnh cưỡng chế, cậu không muốn số kêu tăng đột ngột. Lục Lê, cho cậu hai mạng, nghiêm chỉnh chút đi. Khương Nghi, ok, tuy chỉ là trò tiêu khiển, nhưng Trung Mậu vẫn nhớ như in, hồi đó đánh game với Lục Lê, vì ăn quá nhiều lính của lục lê mà trận tiếp theo nó chẳng ăn được con lính nào chứ đừng nói đến kiêu nhìn cảnh tượng trước mắt trung mậu thấy quen không tả được mãi đến lúc trung mậu nhớ đến ba vạn tám đau đớn và ba vạn tám phía sau tiểu điềm điềm hình như lúc đầu cậu ta với tiểu điềm điềm cũng giống như vậy tiểu điềm điềm làm trợ thủ cho cậu ta cậu ta khù khờ giúp tiểu điềm điềm ăn kiêu nhớ về những giây phút ngọt ngào của cậu ta với tiểu điềm điềm mũi trung mậu cay xòe đau lòng rút khăn giấy lau mũi. Khương Nghi nghe có tiếng động, bèn quay đầu, đè thấp giọng, lưỡng lự hỏi Trung Mậu bị gì vậy. Lục Lê chẳng buồn nâng mí mắt, đáp chắc nhớ nhà. Khương Nghi trầm ngâm rồi lại mời Trung Mậu đến chơi game cùng. Trung Mậu lau nước mũi, đau lòng nói không cần đâu, cảm ơn. 10 giờ rưỡi, Khương Nghi đánh hết mấy trận game với Lục Lê, Lục Lê mới vui vẻ đi về. Nhưng hắn chỉ làm bộ ra về thôi, trước khi ra về, Lục Lê còn cố ý đá Trung Mậu nằm dưới sàn vài cái. Trung Mậu kêu đau mấy tiếng, Khương Nghi còn tưởng Trung Mậu ngủ dưới đất không ngon, xương cốt nhức mỏi, bèn đợi sau khi Lục Lê rời khỏi thì mở tủ lấy một cái chăn dày, trải lên trên đất cho Trung Mậu. Trung Mậu thấy thế giật mình, vội khua tay, Khương Nghi nhảy vài cái trên tấm chăn, nói trải tấm chăn này xuống đất thì sẽ êm hơn, ngủ cũng thoải mái hơn. Trung Mậu cảm động, nhận cái chăn trải trên đất, nằm xuống, quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ta không thèm kiêng nề gì nữa, hỏi Khương Nghi, thế này thì mùa đông cậu không cần mua thêm chăn đâu nhỉ? Khương Nghi hào hứng đáp, không phải, đây là cái chăn lục lê đắp mùa đông. Trung mậu, cậu ta lại nhớ hồi sáng vào nhà, đến chiếc dép lê mà lục lê cũng không cho cậu ta sỏ, chỉ cho mang đôi dép sách mua được 6 năm rồi. Cậu ta chợt nghĩ hình như mình cũng không cần cái chăn này lắm. Khương Nghi tắt đèn, phòng tối om, chỉ còn lại ngọn gió đêm thổi bên ngoài làm đong đưa màn cửa sổ ngàn con hạt giấy sâu thành chuỗi nhẹ nhàng đong đưa dưới ánh trăng mờ ảo nhìn những con hạt giấy bị gió thổi đong đưa ngoài cửa sổ trung mậu thở dài dầu dĩ tớ đã tốn một bình môi sao cho tiểu điềm điềm rồi khương nghi nằm trên giường nhớ lại cảnh trung mậu khóc sống lên hồi sáng bèn an ủi không sao chẳng phải còn chưa tặng sao trung mậu nghẹn lời nhưng nghĩ lại thì khương nghi nói cũng đúng cậu ta chờ mình, ôm một bụng nghi hoặc nhìn Khương Nghi, rồi nhịn không nổi nữa, hỏi, phải rồi, lúc nhỏ cậu với Lục Lê quen nhau thế nào vậy? Quen tới nỗi bắt đũa, bàn trải đánh răng đều có đôi có cặp. Nó với Tần Lan cũng quen nhau từ nhỏ, cũng thường xuyên đến nhà Tần Lan chơi game thâu đêm, nhưng bàn trải ngày hôm sau nó dùng luôn luôn là cái mới. Tần Lan chưa bao giờ biết chuẩn bị cái bàn trải cho nó, Trung Mậu cũng chưa từng gặp ai có quan hệ tốt đến nhường này. Khương Nghi thành thật nói, Lúc nhỏ Lục Lê bỏ nhà đi, tớ tình cờ gặp được cậu ấy. Sau đó thì bọn tớ chơi cùng với nhau luôn, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, chẳng có gì đặc biệt cả. Trung Mậu cười hỏi, Lục Lê mà bỏ nhà ra đi á? À? Cười một trận, sau đó cậu ta sực nhớ hình như mình cũng đang bỏ nhà đi. Nụ cười tắt lịm, cậu ta vờ ho vài tiếng, trầm ngâm rằng, nếu đổi lại là tớ, chắc chắn người nhà tớ còn vui vẻ để tớ qua chơi với cậu. Luôn luôn đứng hạng nhất trong lớp, nhiều giải thưởng, tính tình tốt lại còn xinh đẹp. Có ai mà không thích chứ? Trung Mậu làm ra vẻ thần bí lắm, hỏi, Khương Nghi, cậu có biết trong trường mình có nhiều bạn nữ thích cậu lắm không? Khương Nghi nằm trên giường, sững sờ, trông có vẻ mới nghe lần đầu. Trung Mậu cười he he, nói, mấy cái đứa con ngoan trò giỏi như các cậu, nhìn là biết chưa yêu lần nào rồi. Hồi còn lớp 10, lúc mà cậu ngồi trên khán đài xem lục lê đánh bóng rổ ấy, ngày nào cũng có bạn nữ xếp thành hàng đến ngắm cậu. Có mấy bạn còn hay add friend với tớ, hỏi cậu có người mình thích chưa? Cậu ta ngước nhìn Khương Nghi, không giấu nổi hiếu kỳ, nói tớ thì luôn bảo họ là cậu chưa có người mình thích, nhưng tớ cũng chưa từng hỏi cậu bao giờ. Đến giờ mà cậu chưa thích người nào à? Khương Nghi ngập ngừng, như đang nghĩ về câu hỏi của Trung Mậu. Trung Mậu, ái trà, cậu không có ấn tượng đặc biệt với bạn nữ nào à? Như lúc tớ còn trung học ấy, tớ còn nhớ như in cái bạn ngồi bàn trước, trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to tròn, thường kẹp cái kẹp tóc con vịt vàng. Lúc ấy tớ cực kỳ thích cậu ấy, tiếc là cấp hai cậu ấy đi nước ngoài rồi. Khương nghi nghĩ một lúc rồi thành thật đáp, hình như không có. Trung mậu trừng mắt, nguyên cái trường biết bao nhiêu người mà cậu không có ấn tượng đặc biệt gì với ai hết à. Khương nghi có, trung mậu phấn khởi, ngồi bật dậy, thẳng lưng, hỏi ai. Khương nghi thành thật đáp, đôi mắt xanh lam của lục lê trung mậu khương nghi hăng hái bừng bừng cậu đã xem phim hoạt hình bobby nhỏ lưu lạc chưa đôi mắt cậu ấy hệt như bobby vậy xanh xanh ấy trung mậu nằm phịch xuống đất trừ lục lê ra thì sao khương nghi suy nghĩ một hồi rồi thành thật đáp hết rồi trung mậu vậy chắc là sau này cậu sẽ tìm một cô vợ nước ngoài có đôi mắt xanh lam khương nghi ngây người hỏi vì sao trung mậu gật đầu nói khoác như đúng rồi, con trai mà, vu mình thích từ sớm đã định hình sẵn rồi. nếu không thì sao có câu tình đầu khó quên chứ? như tớ nè, bạn nữ mà tớ thích hồi cấp 2 cũng na ná tiểu điềm điềm đấy thôi. chắc là vợ tương lai của cậu cũng sẽ như vậy đấy. khương nghi không đồng ý lắm, vội nói cũng chưa chắc nữa. cậu chưa từng nghĩ sau này mình sẽ sống cùng với vợ nước ngoài. trung mậu thâm sâu nói mấy cái đứa con ngoài trò giỏi mấy cậu á không có kinh nghiệm gì cả, không hiểu đâu. Đợi mấy cậu lớn rồi sẽ hiểu những gì tớ nói. Khương nghi, ừm. Trung mẫu tấm tắc nói, có điều nói mấy lời này với cậu thì sớm quá. Lục Lê trông coi cậu như cái gì ấy, còn gắt hơn ba tớ nữa. Điện thoại của cậu ta ít nhất còn có thể dùng để hẹn hò, luôn kè kè bên người nó hệt như Lục Lê cứ kè kè bên Khương Nghi. Người quen thì biết hắn bảo vệ bạn bè, chứ người lạ khéo còn bảo hắn đang bảo vệ người mình yêu ấy chứ. Nôm không khác gì mẹ cậu ta quản cậu ta vậy hai người nương theo ánh trăng trò chuyện với nhau trung mậu sắp không trụ được nữa rồi hồi ở đồn cảnh sát cậu ta vừa vui vừa buồn đi đi lại lại cả một buổi chiều tối đến cũng chưa được nghỉ ngơi mí mắt chẳng nhấc lên nổi nữa khương nghi kêu cậu ta ngủ đi chắc đêm nay ba khương không về nhà rồi trung mậu nghe thế thì yên tâm đắp chăn lên nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ khương nghị ngáp một cái trở lại nửa cái giường như thường lệ đến nửa đêm lục lê mới tới. 12 giờ hơn, Khương Nghi còn đang ngủ mê man thì nghe thấy có tiếng động. Khương Nghi không mở mắt, không lâu sau thì cảm giác như có bóng người lạnh băng leo lên giường, quen thuộc ôm lấy cậu. Khương Nghi mơ màng líu díu gì đó như là nói mớ. Lục Lê đưa lưng về phía trung mậu đang nằm trên đất, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Khương Nghi, tựa như đang du cậu vào giấc ngủ. Tiếng cậu dần dịu lại, cậu gối đầu lên cánh tay của hắn, hơi thở lạnh băng của hắn như đang trở nên ấm áp dễ chịu. Lục Lê nằm trên giường ngáp một cái, cánh tay sau lưng Khương Nghi dần thả chậm nhịp lại, vừa vỗ, vừa vuốt lưng cậu. Mặt trăng ngoài cửa sổ người ngợi soi vào phòng, kéo cái bóng của cánh tay đang vỗ lưng cậu thật khẽ ấy thành một vệt dài rơi xuống sàn nhà, cách họ không xa. Trung Mậu đang ngủ dưới đất thì muốn đi vệ sinh, cậu ta mơ màng mở mắt, bỗng thấy trên đầu có một cái bóng khổng lồ đang nhúc nhích. Trong bóng tối, cậu ta thấy hơi rợn người. Cậu ta cứng đờ, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Giường cao quá, nó chỉ thấy có một cánh tay lơ lửng giữa không trung, mang theo một cái bóng lớn vô cùng. Trung mậu quấn chặt chăn, cậu ta lấy hết can đảm để nhích từng chút tới bên giường của Khương Nghi, lấy hết sức bình sinh để xem xem trên giường có chuyện gì. Lục Lê nằm trên giường ngáp một cái, nhưng hắn vừa nhắm mắt, liền cảm giác như có ai đó thổi nhẹ vào gáy hắn. Hắn thấy ngờ ngợ, vừa quay đầu, vẻ mặt hoảng hốt của Trung Mậu đập thẳng vào mắt. Tác giả có lời muốn nói, gây rồi gây rồi, chương 46, Trung Mậu đang hoảng sợ, sợ đến mức bạt vía, trong tiềm thức muốn hét toáng lên. Đột nhiên Lục Lê bịt chặt miệng người trước mặt, hắn nghiến răng gần ra hai chữ, câm miệng, bố mày là người, Trung Mậu vẫn còn kinh hãi, mãi đến khi Lục Lê sầm mặt đánh một phát vào đầu cậu ta đến mức tỉnh cả ngủ. Mẹ nó là người thật này, không phải nằm mơ trong mắt Trung Mậu muốn rớt ra ngoài, vừa định nói gì đó thì không ngờ hai người không hề để ý xung quanh, lỡ làm ra tiếng động hơi lớn. Khương Nghi đang ngủ ngon lành trên giường như đã phát giác ra gì đó, ngón tay ôm lấy má khẽ giật giật, mi mắt như cánh bướm rung lên nhẹ nhẹ. Trung Mậu bị lục lê bịt miệng không dám nói gì, cả người cứng đờ lại không dám thở. Một lúc sau, thấy Khương Nghi vẫn nằm trên giường nhắm mắt ngủ say sưa hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Mười phút sau, Lục Lê nín thở, cẩn thận nhấc chăn lên rồi nhẹ nhàng xuống giường. Sau khi xuống giường, việc đầu tiên hắn làm là mạnh mẽ kéo Trung Mậu đang ngủ trên sàn nhà ra khỏi phòng. Trung Mậu, bên ngoài phóng khách, Lục Lê đá Trung Mậu vào ghế sofa thầm chửi, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi mà làm cái gì vậy hả? Làm Khương nghi tình rất coi chừng tao đá mày xuống gầm giường đấy. Trung Mậu ôm mông, Bị mắng như vậy nên cũng bắt đầu thấy nửa đêm nửa hôm tự dưng mùi sổm trên đầu giường người ta đúng là hơi đáng sợ thật nên vội vàng ấy nấy xin lỗi. Nhưng chỉ một chốc Trung Mậu đã thấy có gì đó là lạ. Cậu ta còn chưa hỏi sau nửa đêm Lục Lê lại chạy sang giường Khương Nghi rồi giơ tay lên giữa không trung dọa người ta, sao hắn có thể mạnh tay với mình như thế? Dù thế nào đi chăng nữa, Lục Lê vẫn có vẻ lén lút hơn mình nhiều mà đúng không? Chung Mậu lập tức trừng mắt mắng Lục Lê nửa đêm tao ngồi ở đầu giường còn mày trèo lên giường người khác. Lục Lê, mày ý kiến hả? Trước khi ý kiến thì trả lại dép đây rồi ý kiến gì thì ý kiến. Trung Mậu, Lục Lê cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ, gión rén lấy gối đầu hồi nãy cầm đập Trung Mậu, hắn quay lại lạnh lùng dùng khẩu hình miệng nói cút ra ngoài ngủ. Trung Mậu, cậu ta nhìn lướt qua sofa phòng khách tối om, rồi lại nhìn sang màn cửa sổ đang đung đưa đáng sợ cực. Trung mậu vội vàng cầm gối cố sống cố chết chen vào phòng ngủ. Sau khi chen vào được rồi, Trung mậu yên lặng đặt tay lên bụng không nhúc nhích như người chết trong quan tài. Lục lê lạnh lùng đóng cửa phòng rồi lại leo lên giường Khương Nghi. Sáng hôm sau, vừa qua một đợi huấn luyện quân sự nên đồng hồ sinh học của Khương Nghi còn đang dừng lại một chỗ cố định, báo thức còn chưa kịp vang cậu đã mơ mơ màng màng có ý thức chuẩn bị tỉnh dậy. Nhưng lục lê trên giường ôm lấy cậu, vùi đầu vào gáy cậu rồi nhắm mắt lại, có vẻ vẫn còn đang ngủ. Khương Nghi khẽ mở mắt ra, nhúc nhích người một xíu. Cánh tay Lục Lê siết chặt theo bản năng rồi ôm cậu vào trong ngực một cách thô bảo, không cho cậu có cơ hội đứng dậy. Khương Nghi từ từ đá lên cẳng chân Lục Lê như đang muốn đạp cho Lục Lê tỉnh. Lục Lê vùi đầu vào gáy cậu, lúc bị đạp còn tỏ vẻ không vui nên quấn chặt lấy hai chân của cậu rồi siết chặt nó lại. Một lúc lâu sau, Lục Lê mới từ từ tỉnh lại. Sao cậu dậy sớm vậy? người vừa mới dậy giọng vẫn còn hơi khàn, hắn vùi đầu vào vai Khương Nghi, không muốn dứt ra. Khương Nghi thở dài, cậu buông tớ ra đã, người phía sau ôm chặt cậu vào lòng như búp bê khiến cậu không cách nào nhúc nhích được. Lục Lê gọ đầu vào đuôi tóc Khương Nghi, cúi đầu hít hà, đôi chân thon dài của hắn kẹp lấy bắp chân Khương Nghi rồi lười biếng lầm bầm nói, ngủ thêm chút nữa đi. Khương Nghi cảm nhận được hơi thở ấm áp của người phía sau phả vào gáy mình ngư ngứa, cậu nghiêng đầu sang nói, tớ ngủ đủ rồi. Lục Lê nhìn những sợi tóc đen ở gáy dính vào quần áo ngủ ở nhà của Khương Nghi, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng muốt khiến người ra phát sinh cảm giác muốn liếm gặm cắn. Tốt nhất vẫn nên để lại vài dấu trên đó mới được. Ban ngày những vết đó được che giấu trong phần cổ áo một cách chỉnh chu, đêm về phần gáy sau mái tóc đen cứ khiến cho người ta cảm thấy thân mật, những vết cắn cũng nằm lấp ló bên trong. Lục Lê cắn môi dưới, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn, không được tùy tiện cúi đầu hay tùy tiện chạm vào được. Nhưng hơi thở này không thể kìm nén nổi, nó bắt đầu nóng dần lên phả vào gáy của Khương Nghi. Khương Nghi hơi nghiêng đầu, cậu lầu bầu phàn nàn, cậu nóng quá. Lục Lê càng muốn dính lấy cậu, hơn nữa còn không thèm nói lý mà dính một cách vô cớ, mùa đông thì cho tớ ở cạnh cậu, vừa đến mùa hè một cái thì không vui nữa là sao? hắn càng nói càng không vui một thời gian nữa có phải chốc nữa cậu sẽ đá tớ xuống giường không khương nghi nói luôn tớ nghĩ vậy đấy nhưng không đá được lục lê cậu tính đá thật à khương nghi ngại ngùng nói ừm lục lê im lặng sau đó tức giận cắn vào cổ khương nghi khương nghi ngáp một cái quen với việc này từ lâu rồi mãi cho đến khi cậu ngước mắt lên thấy trung mậu đang quấn chăn bông mềm mại trợn tròn mắt nhìn về phía họ Trung mậu sướng sờ nhìn hai người trên giường, lục lê đưa lưng về phía cậu ta, vùi đầu vào gáy Khương Nghi, bắp chân cậu bị kẹp giữa hai chân hắn còn tay thì vòng qua eo Khương Nghi. Phản ứng đầu tiên của Khương Nghi là muốn kéo chăn che lục lê lại, nhưng cả người cậu đã bị hắn quấn chặt đến mức không cách nào nhúc nhích được. Cậu im lặng một lúc sau đó giả vờ ngẩng đầu lên cười nhẹ chào buổi sáng. Lục lê khịt mũi, tưởng Khương Nghi chơi trò vờn qua vờn lại với mình bên lười biếng nói chào buổi sáng nha khương nghi quay mái đầu màu vàng của lục lê để hắn đối mặt với trung mậu trung mậu lục lê lục lê im bặt sau đó nói như thể chẳng có việc gì chào buổi sáng trung mậu sướng sờ nhìn hai người bạn của mình mới sáng sớm đang ôm nhau nằm trên một chiếc giường phải một lúc lâu cậu ta mới hoảng hốt chào lại chào buổi sáng khương nghi phát hiện ra cả sáng hôm đó trung mậu cứ trong trạng thái như mất hồn tinh thần hoảng loạn không ổn định lắm cậu len lén kéo lục lê qua hỏi có phải cậu ấy còn nhớ tiểu điềm điềm không dù sao chỉ mới chia tay được hai ngày khó tránh việc tổn thương tình cảm lục lê nói với vẻ bình thường chắc là vậy đấy trung mậu cứ thẫn thờ cả một buổi sáng ngày hôm đó cậu ta nghĩ chắc vì mình bị lừa ba vạn tám cộng thêm hồi trước dây dư thân thiết với tiểu điềm điềm quá nên bây giờ suy nghĩ bị tuột sốc dần chẳng hạn như khi nhìn thấy hai người bạn tốt của mình ngủ với nhau giống như đang bị sỉ nhục vậy Cậu ta và Tần Lan thường chơi game cả đêm rồi nằm trên sofa ngủ thiếp đi, cái đó chẳng có gì to tát cả. Không thể chỉ vì Tiểu Điềm Điềm là một tên đàn ông mà bị bối rối sợ sệt như người bị quỷ nhập được. Trung Mậu tự làm tâm lý với bản thân rất nhiều, nhưng cứ quay đầu lại thấy Khương Nghi trên ghế sofa gối lên đùi lục lê tập trung chơi Anipop thì bao nhiêu tâm lý tự gây dựng được gì như bong bóng bị chọc thủng, xẹp cực nhanh. Khương Nghi dù Trung Mậu chơi chung nhưng Trung Mậu chỉ khoát khoát tay với vẻ mặt hốt hoảng hôm nay là cuối tuần, ngày mai nhất trung sẽ chào đón lứa học sinh lớp 10. Vì mới khai giảng nên nhà họ Lục giám sát rất nghiêm ngặt. Qua hôm sau Lục Lê không mở được cửa sổ để sang ngủ chung với Khương Nhi nữa, vất vả cả một ngày cuối cùng Trung Mậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào ngày khai giảng, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả học sinh nam trong lớp đi chuyển sách. Khương Nhi cũng không ngoại lệ, cậu cũng phải đi theo cách bạn nam sách để lấy sách. Lục Lê nhận lấy phần sách được phân, chỉ đưa cho Khương Nghi vài cuốn sách rồi bắt cậu sách theo đi sau lưng mình. Vì nơi chuyển sách cách xa khu dậy nên phải chuyển đi chuyển lại mấy lần mới chuyển xong hết được. Lục Lê xuống máy bán hàng tự động dưới lầu để mua đồ uống, Khương Nghi thì lau bàn, đang trên đường đi giặt rẻ thì bạn ai đó chặn lại. Người chặn cậu lại là một cậu học sinh nam có mái tóc xoăn tự nhiên trông rất tỏa nắng, cậu đó rè giặt hỏi, chào bạn, bạn có phải là Khương Nghi không? Khương Nghi gật nhẹ đầu một cái cậu nhìn người trước mặt, cảm thấy khá quen, lúc hỏi còn hơi chần chừ, cậu là. Cậu nam tỏ ra rất ngạc nhiên rồi kích động nói, tớ là Tống Tử Nghĩa. Cậu còn nhớ tớ không? Hồi bé cậu cho tớ hộp màu vẽ đấy. Hai bộ màu đó tớ còn không nỡ dùng nữa. Chương 47, nghe cậu nam sinh trước mặt nói vậy, Khương Nghi sững sờ, sau đó mới nhớ ra đường nét gương mặt của cậu nam sinh này thật sự rất giống với cậu bạn tóc xoăn Tống Tử Nghĩa ở nhà trẻ chỉ là nam sinh trước mặt có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt sáng lấp lánh, vóc dáng cũng cao hơn nhiều. trên cổ tay còn mang găng tay bóng rổ, khác hoàn toàn với tống tử nghĩa trắng trẻo ở mẫu giáo. thấy khương nghi nhìn mình, tống tử nghĩa hơi xấu hổ gãi đầu nói: tớ đen hơn hồi ở nhà trẻ lắm á. bạn ơi bạn ơi, ngại quá nhường đường được không? một giọng nói sắc bén vang lên trong hành lang. trên hành lang có vài học sinh sát thêm xô lau nhà, cây lau nhà còn chảy nước ròng ròng học sinh vác rẻ lao chạy loạn xạ, nên vội vàng xin đường hai cậu nam sinh đứng chắn ở hành lang. Khương Nghi vừa phản ứng kịp thì Tống Tử Nghĩa ở phía trước đã nhanh chóng kéo cổ tay cậu vào cửa sổ phòng học, cả người cậu ta chắn hết cho cậu. Chờ đến khi các bạn khác loạn chọn xác thùng nước và cây lau nhà đi rồi, Tống Tử Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm rồi lùi ra sau vài bước. Khương Nghi ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Nghĩa đã cao hơn mình gần nửa cái đầu. Cậu còn tự hỏi sao cả cậu, Nô và Tống Tử Nghĩa cùng từ nhà trẻ ra với nhau, đồ ăn cũng giống nhau mà sao hai người này cao lớn đến thế nhỉ? Tống Tử Nghĩa nhìn Khương Nghi, cậu ta buông tay Khương Nghi ra, mặt hơi đỏ lên nói cậu vẫn hệt như lúc nhỏ. Cậu nam sinh trước mặt có mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn lành lạnh, lông mày hay ánh mắt đều vô cùng đẹp cứ như được điêu khắc mà thành, đồng phục học sinh cài khuy ngay ngắn, dáng người mảnh khảnh vẫn có nét ốm yếu như thế, đôi môi mong khẽ nhếch lên mang theo màu hồng nhàn nhạt khương nghi cúi đầu nhìn giày mình phát hiện giày mình còn nhỏ hơn giày chơi bóng của tống tử nghĩa cậu sờ sờ mũi cảm thấy đúng là mình giống hồi nhỏ thật thể trạng không tốt vóc người không cao mang giày cũng nhỏ hơn người ta nữa tống tử nghĩa lúc tớ thấy cậu trên bảng tin tớ còn tưởng là trùng tên trùng cả họ chứ dù cho là trùng tên trùng họ nhưng cậu ta vẫn ôm chút hy vọng đó vào ngày đầu tiên đi học cậu ta cứ đứng ở hành lang này hy vọng có thể gặp được khương nghi cùng tên cùng họ ấy không ngờ lại may mắn đến thế, cậu ta đã gặp được Khương Nghi thật. Khương Nghi cũng khá vui vẻ, bây giờ cậu học lớp nào? Tống Tử Nghĩa đọc lớp của mình, Khương Nghi khá ấn tượng, nghe nói đây là lớp chuyên của nhất trung, học sinh nghệ thuật và học sinh thể dục đều ở lớp này. Khương Nghi, cậu chắc là học sinh thể dục nhỉ? Tống Tử Nghĩa gật đầu, "Ừ, tớ đang tập chạy nước rút đấy." Mới đầu khi nhất trung tuyển học sinh lớp năng khiếu, Gia Đình Tống Tử Nghĩa đã không hy vọng nhiều vào việc hắn ta sẽ đậu được vào trường, bởi vì nhất chung là trường cạnh tranh cao nhất trong thành phố, vào trường rồi chắc chắn sẽ rất cực. Nhưng Tống Tử Nghĩa luôn có trực giác rằng Khương Nghi chắc chắn sẽ học ở trường cấp 3 tốt nhất thành phố này. Hắn ta cũng không giải thích được tại sao mình có được trực giác như thế nhưng trong tiềm thức, hắn ta chắc chắn Khương Nghi sẽ rất giỏi. Hồi còn nhỏ, lúc chơi bàn tính Khương Nghi luôn là người tính nhanh nhất. Tử Nghĩa Cách đó không xa có vài nam sinh gọi vọng đến, lại đây dọn cái bàn với. Tống tử nghĩa quay đầu lại, nhìn Khương Nghi xong lại nhìn bạn bè đang hối khiêm bàn, thế là phải đành vội vàng hỏi bạn học bên cửa sổ giấy và bút. Cậu có thể viết dùm tớ thông tin liên hệ được không? Khương Nghi cúi đầu viết tên mình lên giấy, thấy Tống Tử Nghĩa hào hứng còn cẩn thận cất nó vào lại trong túi. Mắt Khương Nghi cong lên như hồi nhỏ, nói là tớ ở lớp 1, rảnh thì tớ chơi với tớ nhé tống tử nghĩa gật đầu liên tục sau đó vừa chạy vừa quay lại vẫy tay dọn bàn xong tớ tìm cậu khương nghi cũng vẫy tay lại vào nhà vệ sinh giặt khăn xong lúc về đã thấy lục lê lau bàn của cả hai sạch sẽ trên bàn còn thêm hai chai nước một chai nhiệt độ phòng và một chai lạnh lục lê tựa lưng vào ghế một tay chống cầm còn tay kia thì xoay bút nhìn cậu đi tới khương nghi kéo ghế ra cậu nói với vẻ thần bí cậu đoán xem hồi nãy tớ gặp ai ở hành lang nào Lục Lê lười biếng nói, ai? Khương Nghi chớp chớp mắt, cậu đoán đi. Lục Lê nhướng mày nói, tiểu điềm điềm của Trung Mậu hả? Khương Nghi thúc giục nói, cậu đoán nghiêm túc đi. Lục Lê, tên bốn mắt. Khương Nghi, không phải, đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được gọi người khác là tên bốn mắt, người ta tên là Thái Phương mà. Lục Lê, Tần Lan, ứng chắc hàn, Khương Nghi lắc đầu. Mặt Lục Lê bắt đầu xa sầm lại, mặt không chút thay đổi nói đừng nói với tớ là cậu gặp trần triệu ở hành lang nhé khương nghi cười tùm tìm nói không phải cậu ta lục lê thờ phào nhẹ nhõm khương nghi vui vẻ nói tớ gặp tống tử nghĩa đấy bây giờ cậu ấy cao lắm học ở lớp năng khiếu lục lê mặt hắn lập tức tái xanh khương nghi còn nói với vẻ chờ mong cậu nhớ cậu ấy chứ ở nhà trẻ ngày nào cũng cậu mượn bút màu của cậu ấy đấy mặt lục lê càng xanh hơn cả đời này hắn không bao giờ quên cái mái tóc xoan đó bỏ quan chuyện nói hắn giống khủng long bạo chúa nó còn kêu khương nghi đừng chơi với mình khương nghi tặng hai bộ bút màu cho tống tử nghĩa không những dặn khương nghi đừng chơi với hắn thậm chí đến giờ ngủ chưa còn chủ động đá mắt ra hiệu cho cô lý trực chờ mách lẻo cô mỗi khi hắn trèo qua giường khương nghi mẹ nó thà khương nghi gặp trần triệu ở hành lang cho rồi chí ít trần triệu không thích khương nghi hắn cũng dám đấm vào mặt trần triệu nhưng nếu mà hắn đấm vào mặt tống tử nghĩa mà coi kiểu gì tên tóc xoăn tống tử nghĩa cũng sẽ đi mách khương nghi khương nghi nghiêng đầu nói cậu không nhớ cậu ấy à mặt lục lê không biểu cảm nói không nhớ nữa khương nghi nghĩ nghĩ không sao tớ bảo cậu ấy qua lớp tớ chơi đấy cậu còn nói với vẻ vui mừng đến lúc đó cậu sẽ nhớ thôi hồi còn học mẫu giáo tống tử nghĩa là đứa trẻ đầu tiên mời cậu cắt bánh sinh nhật nên khương nghi nhớ rất rõ rồi lên cấp một ứng trác hàn có mái tóc xoăn giống tống tử nghĩa khiến cậu càng cảm thấy thân thuộc hơn khương nghi đến lúc đó có thể giới thiệu cậu ấy với ứng trác hàn rồi ứng trác hàn thấy có người có mái tóc xoăn giống cậu ấy chắc sẽ không ghét mái tóc của mình nữa đâu lục lê sao vậy khương nghi vui vẻ nói vì lúc nào ứng trác hàn cũng thấy đầu mình to quá nhưng hôm nay mà gặp tống tử nghĩa đầu cậu ấy cũng to tớ nghĩ cậu ấy sẽ không thấy đầu mình to nữa lục lê bình tĩnh đáp vậy cậu nhầm rồi đầu tống tử nghĩa cũng to khương nghi ngẩn người phải không đó lục lê phải mà hồi nhỏ đầu nó to nhất lớp khương nghi quay đầu nhìn hắn do dự hỏi là lớn hơn đầu cậu luôn hả lục lê hắn tức giận nói đầu tớ có to đâu đầu nó mới to thấy lục lê tức giận đến cắn răng nên cậu đành phải nói được rồi được rồi đầu cậu ấy to còn cậu thì không lục lê càng giận hơn hắn biết ngay mà thằng nhóc tóc xoăn đó có một vị trí rất quan trọng trong lòng Khương Nghi, tên đó còn chưa đến mà Khương Nghi đã nói đầu mình to hơn rồi. Lúc hắn còn chưa về chung thì Khương Nghi đã gặp Tống Tử Nghĩa ở nhà trẻ. Dù rằng Lục Lê không muốn thừa nhận nhưng đúng là Tống Tử Nghĩa quen Khương Nghi lâu hơn hắn thật, thậm chí Tống Tử Nghĩa là người bạn đầu tiên mời Khương Nghi cắt bánh kem nữa. Khương Nghi không biết sao mà mặt Lục Lê lại trở nên tái mét, nhưng cậu nhớ hồi trước lúc ở nhà trẻ có vẻ như Áp Nô và Tống Tử Nghĩa cũng không hợp nhau lắm sau đó không hiểu sao nhưng áp nô lại chủ động đến hỏi mượn bút vẽ của tống tử nghĩa thế mà cả hai trông vẫn không hợp nhau được cả nhà trẻ đều biết tống tử nghĩa chính là người mách lẻo áp nô nhiều nhất tất nhiên áp nô cũng không vừa lúc còn chưa nói được tiếng trung trôi chảy hắn đã biết cách mách tội tống tử nghĩa bằng tiếng anh trong phòng nhao nhao tiếng nói chuyện nhưng cũng không được bao lâu ngoài cửa có một giáo viên đeo kính đứng ở đó cô không nói gì chỉ khoanh tay nhìn những học sinh đang nói chuyện trong lớp tiếng nói chuyện bắt đầu nhỏ dần lại, nhiều học sinh nhao nhao về chỗ của mình rồi im phăng phắc, cả lớp hoàn toàn yên tĩnh. Giáo viên đứng ngoài cửa nhìn lướt qua học sinh, lúc này mới từ từ đi vào phòng học, đứng trên bục giảng tự giới thiệu. Cô viết một chữ, Lý, thật mạnh lên bảng đen, sau đó ném vấn vào rổ rồi nói, tôi họ Lý, các anh chỉ có thể gọi tôi là cô Lý. Khương Nghi ngồi phía dưới hơi giật giật mí mắt, sao cậu cứ cảm thấy người giáo viên này mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc. Mãi cho đến khi cậu thấy Lục Lê chống cầm lười biếng, Khương Nghi mới nhớ ra cảm giác quen thuộc này là gì. Khi còn ở nhà trẻ, người duy nhất có thể trị được áp nô trong giờ ngủ chưa cũng là cô Lý. Giáo viên trên bục còn đang nói, cô cầm một sấp điểm nhập học nói, Khương Nghi có thành tích đứng nhất trong kỳ nhập học này ngồi ở đâu vậy, giơ tay tôi xem. Khương Nghi định thần lại, giơ tay lên, cô Lý để giấy xuống hài lòng nhìn cậu, em làm lớp trường tạm thời cho lớp ta một chút nhé có câu hỏi nào không? Khương Nghi còn chưa kịp phản ứng đã nghe cô Lý nói tiếp, được rồi, không có câu hỏi nào thì chúng ta chọn luôn lớp phó. Thành tích nhập học đứng thứ hai là Trình Chiều, ngồi đâu vậy, giơ tay tôi xem. Trình Chiều giơ tay, cô Lý cũng rất hài lòng, em làm lớp phó cho lớp ta nhé. Có câu hỏi gì không? Trình Chiều cũng chả muốn đi lo mấy tên học bá mắt để trên trời, hắn vội vàng nói, dạ có. Cô Lý, có câu hỏi thì tìm lớp trường sau đó thảo luận với lớp trường để tìm phương án giải quyết lớp trường khương nghi cô lý sắp xếp vị trí chức vụ trong lớp dựa trên bảng điểm nhập học xong thì buông phiếu điểm xuống nhìn lướt qua học sinh để tôi sắp lại chỗ ngồi khương nghi hơi hào hứng lục lê cũng ngồi thẳng người dậy híp mắt nhìn chằm chằm cô lý trên bục giảng trong lớp bắt đầu có tiếng nhao nhao không ít các bạn học ngừng mặt nhìn sau bởi đa số sau khi nhận sách xong cũng đã chọn được chỗ ngồi rồi hơn nữa đều chọn những bạn đã quen biết từ khi học quân sự. Sự sắp xếp này của cô Lý chắc chắn sẽ làm xáo trộn chỗ mồi vốn đã được lựa chọn từ lâu. Không ai biết mình sẽ được sắp cho chỗ nào, cũng không biết mình sẽ ngồi cùng bàn với ai. Thấy Lục Lê ngồi cạnh thẳng lưng lên, híp mắt lại lộ vẻ khó chịu, Khương Nhi cũng lấy chân khều dưới bàn, nhỏ giọng an ủi, không sao đâu. Chắc chọn chỗ ngồi dựa trên thành tích như hồi cấp 2, chờ lát nữa tớ vào đầu tiên rồi chọn đó bây giờ tôi xếp bàn dưới cùng, bên cạnh, chỗ ngồi phía sau ánh sáng không tốt lắm còn khá chật trội. Phần lớn học sinh sẽ không chọn ngồi đây vì bên cạnh hay bị thầy giáo đi kiểm tra bắt được khi làm việc riêng. Nên chỗ đó thường bị bỏ trống và chẳng ai chọn cả. Lục Lê không nói gì, cô Lý trên bục vẫn chậm rãi ung dung, chúng ta sẽ dựa theo xếp hạng điểm số. Hạng nhất và hạng hai ngồi chung, hạng hai ngồi với hạng ba sao, cứ thế từ trên xuống dưới cho đến khi hết, hiểu chưa? phía dưới nhao nhao lên, rõ ràng là không ai ngờ cô Lý sẽ xếp chỗ ngồi bằng cách này cả. Đơn giản thô bạo và không có tình người, trong lòng Khương Nghi thình thịch một tiếng, ngữ văn của Lục Lê không tốt lắm, vào được lớp chọn suýt nữa còn vào lớp cạnh bên, thành tích trong lớp cũng xếp chót. Nếu theo cách xếp chỗ ngồi này của cô Lý thì cậu sẽ ngồi bàn đầu còn Lục Lê sẽ ngồi bàn cuối trong lớp. Khương Nghi khẽ quay đầu sang nhìn khoảng cách giữa bàn đầu và bàn cuối rồi im lặng không nói gì rõ ràng lục lê cũng nghĩ đến chuyện đó sắc mặt lại càng khó coi hơn vẻ mặt của trình triều thì tốt hơn nhiều mặt mày giãn ra cảm thấy cô lý đang đứng trên bục xinh đẹp hơn nhiều lúc sách đổ lên đổi chỗ trình triều còn lấy cuốn sách giáo khoa của khương nghi trên tay lục lê ra nghĩ thầm cậu đưa đây coi lục lê không tỏ thái độ gì hắn cầm khư khư cuốn sách giáo khoa của khương nghi không buông tay trình triều còn giả bộ cười nói đưa sách giáo khoa cho tôi tôi sẽ chăm sóc khương nghi thật tốt thay cho cậu dù sao tôi cũng đã làm bạn cùng bàn với khương nghi ba năm cơ mà mặt lục lê vẫn vậy không nói gì trình chiều ra sức giật cuốn sách của khương nghi lại vui vẻ nói học cho chăm nhé có khi cậu sẽ đến gần khương nghi hơn một chút đấy khương nghi uể oải nằm xuống bàn nói lục lê thi không lên hạng hai được đâu thành tích ngữ văn của lục lê đừng nói lội ngược dòng lên thứ hai toàn lớp dù cả lớp có dừng xe lại chờ hắn thì có khi còn không thấy bóng dáng Lục Lê đâu. Trình chiều cảnh giác nói, đừng nói cậu muốn hạ điểm số của mình xuống ngang bằng với cậu ta nhé. Khương Nghi lắc đầu, cậu nghĩ mà sầu, quả nhiên trực giác của cậu không hề sai. Quả nhiên trên người cô Lý mang một cái bóng của cô Lý hồi ở nhà trẻ. Ngày còn bé, cô Lý đã xách háp nô tới cái giường xa nhất, bây giờ cô Lý lại chuyển chỗ ngồi của Lục Lê ra xa cậu nhất. Từ nay trở về sau hai người sẽ phải trèo đèo lội suối để truyền giấy từ bàn đầu ra tít bàn cuối cùng. Chờ đến khi đổi chỗ ngồi xong, cô Lý đứng trên bục trông hài lòng hết sức. Mỗi lần cô nhận một khóa sẽ bắt đầu chỉnh lại chỗ ngồi hết cả. Bởi vì đa số học sinh đều chọn ngồi cùng bàn với người mình quen nên lớp học sẽ rất dễ nghe tiếng nói chuyện. Lục Lê ngồi bàn cuối cùng, cả một buổi học mặt cứ liệt ra, ngay cả cặp sách cũng ném trên bàn chẳng buồn mở. Cậu bạn nam ngồi bên cạnh thấy áp lực từ lục lê còn sợ hãi không thôi. Sau khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Khương Nghi quay đầu nhìn lục lê ngồi trong góc, thấy hắn khoanh tay lại, chống chân dài lên ghế, mặt lạnh tanh. Trung mậu và ứng chắc hàn từ lớp bên cạnh vui vẻ chạy sang, ứng chắc hàn dựa vào bệ cửa sổ thấy người ngồi cạnh Khương Nghi không phải lục lê, cậu ta còn vui vẻ đắc ý khen sao cô Lý sắp xếp đỉnh thế. Khương Nghi hơi bất lực, kêu ứng chắc hàn nói nhỏ thôi không thì lục lê nghe được mất. Lục Lê phía sau lưng Khương Nghi, mặt vẫn cứ như vậy, tớ nghe rồi. Khương Nghi, Lục Lê nhìn mái tóc xoăn của ứng chắc hàn, cười nhếch cậu cũng không khá hơn đâu. Ứng chắc hàn đắc ý lắc đầu, cậu ta khiêu khích, tôi ổn lắm, dù tôi ngồi hàng cuối ở lớp bên nhưng vẫn gần Khương Nghi hơn cậu. Ngày nào tan học tôi cũng sẽ đến tìm Khương Nghi, khoảng cách hai lớp không xa, chỉ cách nhau một bức tường, ứng chắc hàn ngồi bàn cuối lớp bên cạnh cách bàn đầu của Khương Nhi đúng là gần hơn từ bàn đầu xuống bàn cuối nhiều. Lục Lê lại tiếp tục cười khẩy, mày thấy lúc Khương Nhi rảnh có thời gian nói chuyện với mày à? Khương Nhi thở dài một hơi, cậu quay đầu lại nói với Lục Lê cậu sao vậy? Lục Lê không đáp, mặt hắn hầm hầm nghĩ, không sao hết. Cùng lắm thì mình ăn không được nên giờ mình thích đạp cho đổ thôi. Còn phải đạp làm sao cho nó nát bét mới được không thể để một mình hắn đối phó với Tống Tử Nghĩa được. Cứ chờ mà xem, quả nhiên cả nhóm trò chuyện được vài phút đã nghe phía sau vang lên một giọng nói là lạ, Khương Nghi. Khương Nghi ló đầu đẩy ứng chắc hàn ra, thấy Tống Tử Nghĩa đang cầm đồ uống đứng phía sau, hào hứng nói, ở đây. Tống Tử Nghĩa thấy Khương Nghi thò đầu ra ngấp nghé ở bệ cửa sổ, mắt hắn ta sáng bừng lên, mấy người trước cửa sổ cũng quay đầu nhìn hắn. Tống Tử Nghĩa gật đầu với cả nhóm, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu nam sinh sau lưng Khương Nghi. Cậu trai tóc vàng trịnh thượng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt màu xanh nhạt vẫn lạnh lùng đáng sợ như thế, hắn dựa lên bàn Khương Nghi trông như có thể mang Khương Nghi đi bất cứ lúc nào. Tống tử nghĩa, đờ mờ sao áp nô vẫn ở cạnh Khương Nghi vậy, thằng người anh này sao còn chưa lo về nước học đi. Sao nó cứ như âm hồn bất tán vậy? Khương Nghi nhiệt tình thò đầu ra hỏi, Tống Tử Nghĩa, Áp Nô cũng ở đây nè, cậu có muốn chào Áp Nô không? Tống Tử Nghĩa im lặng hai phút sau đó khó khăn dặn ra hai chữ, thôi khỏi. Khương Nghi đã quay đầu lại, ác nô, tới chào nè. Mặt lục lê vô cảm, phun ra hai chữ quý như vàng, chào nhé. Khương Nghi, Tống Tử Nghĩa cũng vừa nặng ra nụ cười già là Hắn ta cảm thấy hai chữ của tên trước mặt không phải là, chào nhé, mà là, "Mô xuẩn. Trung mậu ghé đầu thì thầm với Tần Lan, sao ra đầu tao lạnh quá mày. Ảo hả ta ánh mắt tần lan phức tạp chắc không đâu vì tao cũng lạnh y chang ứng ừ, chắc hàn còn quay đầu lại nhìn tống tử nghĩa rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thấy quen không chịu được khương nghi giới thiệu với mọi người đây là tống tử nghĩa bạn học chung nhà trẻ với tớ tụi tớ quen nhau hồi còn nhỏ rồi tống tử nghĩa tự hào nói đúng vậy trước khi áp nô đến nhà trẻ thì tớ và khương nghi đã quen nhau rồi lục lê cười khẩy một tiếng khương nghi giẫm chân hắn một cái sau đó quay sang nói chuyện với tống tử nghĩa vẻ mặt lục lê vẫn hầm hầm hắn dừng vài giây cũng không chịu nhàn rỗi quay sang nói với ứng trác hàn ứng trác hàn cau mày nói làm sao lục lê liếc cậu ta một cái cậu gặp khương nghi hồi lớp một phải không ứng trác hàn cảnh giác nói vậy thì sao cậu ta và khương nghi còn rất hợp đấy ngày nào khương nghi cũng cho cậu ta chép bài dù sau đó thì không cho nữa nhưng cậu ta và khương nghi vẫn rất thân lục lê không có ác ý đáp cậu biết sao khương nghi chủ động cho cậu cây bút trì không ứng ừ chắc hàn vẫn cảnh giác như cũ tại sao lục lê vì cậu ấy nói cậu giống người bạn cũ của cậu ấy đấy hắn hất cầm ý nói ứng ừ chắc hàn nhìn khương nghi nói chuyện với tống tử nghĩa ở cửa sổ đi sau đó đau lòng nói thấy không nó tóc xoăn tóc cậu cũng xoăn bảy tám phút sau chuông vào lớp vang lên khương nghi vẫy tay với tống tử nghĩa vừa quay đầu lại đã thấy ứng trác hàn ngơ ngẩn cả người. Cậu khó hiểu hỏi Lục Lê, cậu ấy sao vậy? Lục Lê lạnh lùng nói, biết được sự khác nhau của tóc xoăn đời đầu và đời thứ hai. Khương Nghi không hiểu lắm, suy nghĩ chốc mới nói, đời gì, máy chơi game hả? Cậu chỉ nghe máy chơi game có đời đầu đời hai thôi. Lục Lê lạnh lùng nói, cứ cho là vậy đi. Khương Nghi bất giác vỗ đầu một cái, tớ quên nói với ứng chắc hàn về chuyện đầu nhỏ của cậu ấy rồi lớp học bên cạnh ứng chắc hàn thơ thần quay lại chỗ mình ngồi ngồi cùng bàn với tổ ta là một cô nữ sinh rất đẹp rất giỏi mấy chuyện trang điểm còn đang soi bản thân trong cái gương nhỏ một lúc lâu sau nữ sinh mới phát hiện ứng chắc hàn gọi tên mình cô quay đầu sang hỏi sao vậy ứng chắc hàn bi thương nói cậu biết duỗi tóc bao lâu thì nó thẳng lại như trước không nữ sinh trần trừ đáp chịu á ứng chắc hàn tiếp tục đau đớn nói tớ muốn đi duỗi tóc nữ sinh nghĩ nghĩ thành thật nói, nhưng rũi tóc là đầu cậu sẽ trông to hơn đấy. chương 48, từ khi thấy Tống Tử Nghĩa, tâm trạng cả ngày hôm nay của Lục Lê đều hỏng bét. Trình Chiều rất bình tĩnh với điều này nhưng Trung Mậu lại khó ở cực kỳ, sau khi hỏi Tần Lan mới biết có thể là do Tống Tử Nghĩa. Trung Mậu hơi sừng sốt, cậu ta hoàn toàn không tin, lầm bẩm nói chẳng phải Tống Tử Nghĩa là bạn hồi học mẫu giáo với Khương Nghi Hà. Sao lại giận dỗi vì một người bạn quen từ hồi mẫu giáo được chứ? dù sao học mẫu giáo cũng là chuyện hơn 10 năm về trước rồi, đối với hầu hết mọi người thì ký ức ở nhà trẻ rất mơ hồ. Tần Lan bình tĩnh nói, mày không biết à, nó ghét tất cả mọi người bên cạnh Khương Nghi như nhau. Đối với những người xuất hiện lên cảnh Khương Nghi, Lục Lê luôn hết lòng giữ một thái độ chúng sinh bình đẳng đều ghét hết vì tên nào cũng phiền phức. Không ngoại lệ, cho dù là mẫu giáo hay tiểu học đều vậy, trung mẫu, chắc là thế rồi cứ hễ có ai dính vào Khương Nghi thì Lục Lê sẽ cực kỳ khó chịu. Cậu ta nuốt nước bọt, tự dưng nghĩ lại ngày nào mình cũng ngủ chung một phòng với Khương Nghi đúng là không dễ dàng gì, mấy ngày tới chắc phải giảm cảm giác tồn tại trong nhà Khương Nghi xuống mới được. Thế là Khương Nghi phát hiện ra, nhóm bạn chơi với mình đã chết mất một nửa. Ứng ừ chắc hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trung mậu im lặng như gà, còn khỏi phải nói đến Lục Lê, đối với hắn mấy ngày này chả có gì tốt lành cả, mặt mày hầm hầm là đủ hiểu khương nghi lặng lẽ hỏi trình triều nguyên nhân tại sao trình triều khẽ mỉm cười rồi nói tại mọi người không thích đi khai giảng thôi mặc dù khương nghi thấy cũng khá có lý nhưng vẫn cứ thấy sao sao đó sau khi tan học về trung mậu đi theo khương nghi về nhà cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân mình xuống thế nên là việc đầu tiên lúc cậu ta về nhà khương nghi chính là đi vào phòng tắm tắm rửa tranh thủ tắm rồi đi nằm cho sớm một chút trong lúc trung mậu đang tắm phòng chỉ còn lại khương nghi và lục lê lục lê ngừng đầu lên hắn nghịch cái tay khương nghi rồi nhỏ giọng nói tớ không thích tống tử nghĩa khương nghi thở dài tớ biết lục lê không nói gì hắn nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà sau đó mới trầm ngâm đáp cậu không biết đâu vốn khương nghi không hiểu tại sao hắn lại không thích tống tử nghĩa khương nghi vẫn mãi cho rằng hắn giống như áp nô hồi bé độc đoán ngang ngược lúc nào cũng vô lý với người xung quanh rồi khăng khăng bọn họ mới là bạn thân nhất đời cho nên khương nghi sẽ không bao giờ biết được tại sao hắn không thích tống tử nghĩa khương nghi nghiêm túc nói tớ biết đấy lục lê thoáng thẳng lưng lên hắn nhìn chằm chằm khương nghi rồi đáp vậy cậu nói tớ xem tại sao cậu biết tớ không thích tống tử nghĩa nào khương nghi nghiêm túc nói bởi vì hồi ở nhà trẻ tớ đã tặng tống tử nghĩa hai hộp bút màu cậu nghiêm túc nói thêm và đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa dùng nó không ai hiểu khả năng ghi thù của áp nô hồi bé bằng cậu cả con gà cũng không chạy thoát được sự báo thù của ác nô, nên khỏi phải nhắc tống tử nghĩa nhận được tận hai hộp bút màu. Trong thoáng chốc, Lục Lê không biết câu nói ấy của Khương Nghi là giận hay là đang ám chỉ bao nhiêu năm rồi mà tống tử nghĩa vẫn không chịu dùng. Khương Nghi võ đầu hắn, mai tớ mua cho cậu nhé. Mua cái lớn luôn, mua cái 124 màu ấy. Lục Lê, hắn không kiềm lòng được phải tóm lấy tay Khương Nghi, lao tới cổ cậu cắn cho một cái nói là cắn nhưng quá lắm chỉ để lại một vết răng mờ mờ, thậm chí không dám để lại sâu hơn. Khương Nghi cũng quen rồi, cậu nghiêng đầu né tránh trò đùa của đối phương, vươn tay đẩy đầu hắn trên bả vai mình ra. Lục Lê không đứng dậy mà còn cố cắn vào ít hầu của Khương Nghi một cái. Sau đó liền bị Khương Nghi đá xuống giường, Lục Lê ngồi trên sàn nhà sướng sờ, Trung Mậu tắm xong mở cửa ra cũng sướng sờ theo. Trung Mậu nhìn Lục Lê ngồi trên sàn nhà, thận trọng nói, anh Lục, đêm nay mày muốn ngủ trên sàn nhà à? Lục Lê, Trung Mậu dãy ruộng, Uyển truyền nói, anh Lục, không gian chỉ có như vậy, nếu mày ngủ ở đây tao nghĩ mày lăn luôn vào gầm giường mất. Khương Nghi nằm trên giường, tai hơi đỏ, cổ họng giật giật, hầu kết cũng giật theo, hiện lên màu đỏ như bị cắn. Cậu thấy cứ là lạ, rõ ràng từ nhỏ cậu đã bị Lục Lê cắn, nhưng lần này bị Lục Lê cắn vào ít hầu, phản ứng của cậu lại mạnh mẽ như vậy, thật sự đã đá hắn xuống không một chút nghĩ ngợi nào tai khương nghi đỏ bừng lên cậu vờ bình tĩnh sờ sờ cổ mình để xua đi cảm giác kỳ lạ đó không ngờ khi bàn tay lành lạnh chạm vào ít hầu đột nhiên nó lại không kiềm được mà giật giật một cái lục lê ngồi trên sàn ngập ngừng tự hỏi hay là mình cắn khương nghi hỏng rồi hắn quay trở về giường tóm lấy tay khương nghi rồi vội vàng nói để tớ xem nào khương nghi cúi đầu hất tay lục lê lên ra sau đó đi thay quần áo nhỏ giọng nói tớ đi tắm đây. Lục Lê đành bất lực nhìn Khương Nghi mang quần áo ngủ, mở cửa phòng vội vàng đi ra ngoài. Hiếm khi nào Khương Nghi phất lờ hắn một cách khó hiểu đến thế, cậu cứ cắm đầu mà đi, bình thường chỉ khi nào tức giận mới như vậy. Trung mậu SSS một tiếng, cậu ta quay lại hỏi, anh Lục, mày làm gì vậy? Mặt Lục Lê không biểu cảm, liên quan gì đến mày? Mày nhắm mắt ngủ đi, không ngủ là tao đem chăn miền nhét xuống gầm giường đấy. Trung mậu, cậu ta nằm im lặng trên nền, bình tĩnh mở chăn ra rồi lại bình tĩnh nhìn thấy Lục Lê đi hai vòng trong phòng, rồi mặt mày cứ là lạ hỏi cậu ta là bạn gái của tiểu điềm điềm của mày. Trung mậu bình tĩnh nói, sao vậy? Lục Lê khó khăn dặn ra được một câu, có hay giận dỗi vô cớ không? Trung mậu tiếp tục bình tĩnh đáp, có chứ? Lục Lê do dự một chút hỏi, mày biết sao mà bạn đó giận vô cớ vậy không? Trung Mậu, biết, Lục Lê, tại sao? vẻ mặt trung mậu thanh thản ôn hòa đáp, vì tao không mua trà của em ấy. Nên mới thường xuyên giận dỗi vô cơ như vậy, lục lê, vẻ mặt hắn vẫn phức tạp đáp, thôi mày cứ ngủ đi. Trung mậu, được rồi, tao sẽ nhắm mắt cho mày. Khương Nhi đứng trước tấm gương trong phòng tắm sờ vào ít hầu của mình, cậu hơi bối rối ngẩng đầu lên, sau khi thấy ít hầu của mình không có vết gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sợ nhưng đã yên tâm hơn cảm giác vừa rồi khi lục lê gắn cổ cậu cứ là lạ, lạ thậm chí khiến người ta thoáng sợ hãi vì không quen rồi lại khiến cho da đầu người ta tê dần lần này khương nghi tắm khá lâu lục lê cứ đứng thấp thỏm trước phòng tắm gõ cửa ba lần hỏi khương nghi cậu đang làm gì trong phòng tắm vậy không lần nào khương nghi để ý đến cả lục lê liếm răng nanh thầm nghĩ cái quỷ gì vậy chứ chờ đến khi lục lê gõ cửa lần thứ tư khương nghi mới đẩy cửa phòng tắm ra cậu lau tóc hỏi hắn gõ cửa làm gì Lục Lê vẫn bình tĩnh đáp, tớ muốn đi vệ sinh. Cả một đêm, thỉnh thoảng Khương Nghi sẽ chạm vào ít hầu của mình, đợi đến khi bình thường lại rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm ấy Lục Lê cũng ngoan ngoãn, ngồi tựa lưng vào ghế cùng cậu đọc sách. Hơn 10 giờ tối, Lục Lê dẫm chung mậu trên đang nằm trên sàn nhà như thường lệ rồi ra khỏi nhà họ Khương để về nhà tắm rửa thay đồ. Đợi đến khi Lục Lê đi rồi Khương Nghi lập tức bật người dậy, sỏ dép đi tới phía cửa sổ ban công thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trung Mậu, Khương Nghi bình tĩnh nói, gì nói Lục Lê không thể như thế này mãi được. Trèo tường nhảy cửa sổ nguy hiểm quá, Trung Mậu gãi đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu ta vẫn mừng giờ vì tối nay Lục Lê không có ở đây. Sau khi khoa cửa sổ rồi, Khương Nghi mới gửi cho Lục Lê một tin nhắn, nói tối nay Lục Lê đừng qua nữa. Lục Lê gửi lại một dấu chấm hỏi, hỏi tại sao? Khương Nghi trả lời là có thể tối nay ba Khương sẽ về nên tạm thời đừng sang chỗ cậu ngủ. Lục Lê không trả lời. Khương Nghi nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, không biết sao mà trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, phải mất lúc lâu mới chìm vào lại giấc ngủ. 12 giờ rưỡi sáng, nhà họ Lục im lặng như tờ, phòng Khương Nghi cũng im lặng, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ. Trung Mậu ngủ rất say, chốc lại gãi bụng rồi gác chân lên chăn, ngủ ngon lành cho đến khi cậu ta bị tiếng chuông điện thoại cạnh gối đánh thức. Trung mậu mơ mơ màng màng sờ soạn tìm điện thoại, ngái ngủ đáp alo, ai vậy? Phía bên kia điện thoại nghe loáng thoáng tiếng thờ hồn hền, còn nghiến răng nghiến lợi đáp mở cửa sổ cho bố. Trung mậu không phản ứng kịp, đứng đó trong sự ngơ ngác. Bên kia điện thoại cắn răng nói, ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Trung mậu vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người lạnh lùng đứng ngoài cửa sổ cách đó không xa sắc mặt tái nhợt hiện lên dưới ánh sáng màn hình điện thoại. Đôi tay run rẩy, cậu ta run lẩy bẩy đi qua thì phát hiện quả nhiên là Lục Lê đang mặc áo ngủ màu đen, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mình, trong đêm tối thoạt nhìn hơi đáng sợ. Trung Mậu, dường như cậu ta cũng hiểu tại sao Khương Nghi lại nói mẹ Lục không cho phép Lục Lê trèo tường rồi. Cậu ta vừa mở cửa sổ vừa run rẩy nghĩ, sau này nếu nửa đêm con mình làm trò này, mặc kệ đối tượng khiến nó trèo tường là thần tiên gì, kiểu gì cậu ta cũng phải đánh gãy chân nó. Lục Lê nhảy lên cửa sổ, trừng mắt nhìn cậu ta trầm giọng nói, mày dám khóa cửa sổ à? Trung Mậu điên cuồng lắc đầu, chỉ vào Khương Nghi ngủ say trên giường rồi chỉ cửa sổ, giải thích cửa không phải do cậu ta khóa. Lục Lê im lặng một hồi, sắc mặt trở về bình thường như không có việc gì, không kiên nhẫn bảo Trung Mậu cút về ngủ nhanh. Lục Lê vỗ nhẹ áo ngủ trên người rồi leo lên giường Khương Nghi, thuần thục ôm cậu vào lòng dường như đêm nay Khương Nghi ngủ rất sâu nên cậu hoàn toàn không nhận ra được những hành động này, ngủ trong lồng ngực hắn vô cùng ngoan ngoãn. Trung Mậu nằm trên sàn, ngáp một cái rồi kéo chăn lên ngủ tiếp. Căn phòng u ám trở nên yên tĩnh lại, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ đang dần bị mây che phủ. Đã hơn 3 giờ sáng, Khương Nghi nằm trên giường hơi cuộn người lại, vẻ mặt hơi đỏ lên, dường như cảm thấy có gì đó là lạ nên cánh môi mềm mính chặt lại, mái tóc đen cũng bắt đầu ướt đẫm cậu cong người thành một đường cong đẹp mắt, cổ áo hơi rộng lộ ra một đoạn xương quai xanh, cả người cũng ửng hồng, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề hơn, dường như cậu đang chìm vào cơn vùng vẫy kỳ quái. nhưng cũng không lâu sau, khương nghi nằm trên giường yên tĩnh trở lại, cơ thể đang cuộn lại cũng vô thức duỗi ra, cách môi đã bớt đỏ ửng. lại một lúc sau, khương nghi mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức đã bắt đầu rõ ràng hơn, cậu vốn định tiếp tục nhắm mắt thiêu thiêu ngủ nhưng ngay một giây nhắm mắt lại ấy dường như cậu nhận ra được chuyện gì đó nên lại mở bừng mắt ra cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà như thể còn không phản ứng kịp khương nghi nhìn chằm chằm trần nhà vài phút cố gắng giật giật hai chân sau đó mới phát hiện ở giữa hơi ướt súng trái tai cậu đỏ bừng lên vô ích định đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng cậu vừa nhúc nhích một cái đã phát hiện lục lê nằm bên cạnh ôm xiết người cậu lại theo bản năng không cho cậu nhúc nhích khương nghi nín thở Cẩn thận gỡ tay Lục Lê ra từng chút một. Lục Lê đang ngủ nhưng vẫn phát giác được động tính, sau đó bất giác sờ chán của cậu. Một lúc sau Lục Lê mở mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ nên giọng vẫn còn hơi khàn hỏi cậu sao vậy. Hắn chống người dậy ngồi trên giường, sờ chán cậu xong qua sờ chán mình, khàn giọng nói có chỗ nào không khỏe à. Khương Nghi sướng sờ không nói chuyện, một hồi lâu mới giả vờ bình tĩnh, thấp giọng nói không có gì. Tư muốn đi vệ sinh lục lê không nói gì cả chỉ cúi xuống bật ngọn đèn nhỏ đầu giường xuyên qua ánh đèn ngủ hắn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của khương nghi nhíu mày nói cậu bị sốt gà hắn xuống giường sò dép định đứng dậy đi tìm nhiệt kế không ngờ khương nghi còn vội hơn hắn đã xuống giường sò dép từ đời nào xem ra muốn đi nhà vệ sinh gấp lục lê tiếp tục nhíu mày hay là cậu bị tiêu chảy khương nghi nghẹn ngào nói một câu ừ cậu vội vàng chảy vào nhà vệ sinh sau đó khóa cửa lại. Lục Lê thì đứng dậy đến phòng khách tìm nhiệt kế vào thuốc thường dùng, tìm thấy thuốc xong, hắn đợi Khương Nghi ngoài nhà vệ sinh, sợ cậu bị mất nước vì tiêu chảy. Không ngờ đợi gần 20 phút nhưng Khương Nghi vẫn chưa đi ra, trong nhà vệ sinh cũng không có tiếng xả nước. Lục Lê cảm thấy có gì đó không ổn, hắn gõ cửa, hỏi Khương Nghi đang làm gì trong đó thế. Trong nhà vệ sinh yên tĩnh một lúc lâu, sau đó cửa từ từ được hé mở, một gương mặt nhỏ ló ra ngoài mặt Khương Nghi hơi ửng đỏ, Lý Nhí hỏi hắn tìm quần lót dùm được không? Lục Lê thoáng sừng sốt nhìn vành tai đang đỏ dần của Khương Nghi, vẻ mặt không giống như bị bệnh, hai bên gò má cũng đỏ, ánh mắt ươn ướt có hơi trốn tránh, một lý do trong đầu hắn dần dần hiện ra. Hắn thử dò xét nói, đồ lót trên người không mặc được nữa à? Khương Nghi đỏ mặt khẽ gật đầu, 10 phút sau, Lục Lê ngồi trên chiếc ghế đầu trong nhà vệ sinh, trước mặt là cái chậu, đang giặt quần lót thay quần xong, Khương Nghi đỏ mặt ngồi xổm bên cạnh. Cậu định giựt cái quần lại thì nghe thấy Lục Lê hỏi, cậu nằm mơ thấy gì thế? chương 49, Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, vành tai đỏ bừng. Cậu không trả lời chỉ vươn tay lấy đầu lót của mình, cố gắng bình thản nói một cách mơ hồ, tớ tự làm được. Lục Lê không trả lại cho cậu mà chỉ lấy tay trà xà phòng rồi vò quần lót mấy lần, tớ không giặt hư đâu. Mấy cái việc như giặt đồ lót này hắn thành thạo hơn Khương Nghi nhiều hắn liếm răng nanh, chăm chú nhìn Khương Nghi, có chút không kiên nhẫn dỗ dành, rốt cuộc cậu mơ thấy gì thế. Ngay cả cổ của Khương Nghi cũng ửng đỏ cả mảng, cậu cúi đầu lắp bắp nói, cậu cứ kệ, kệ tớ. Lục Lê bỗng phấn chấn hơn, hắn tới gần Khương Nghi, ngăn giọng dụ dỗ, dỗ, hay cậu nói cho tớ nghe xíu cậu nằm mơ thấy gì đi. Khương Nghi cắm đầu không nói lời nào, Lục Lê lại tiếp tục dụ dỗ, dỗ, không có to tát mà, hai đứa Trung Mậu và Tần Lan chuyên kể lại tụi nó nằm mơ thấy gì mà điều này hoàn toàn bình thường khương nghi vẫn cúi gằm mặt xuống ngậm chặt miệng người bên cạnh cứ liên tục thao túng tâm lý cậu khiến cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh có điều giọng nói vẫn lắp bắp như cũ tớ mơ thấy trò chơi ghép hình lục lê hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đồ lót trên tay hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn khương nghi đang ngồi xổm bên cạnh chậu nước ủ rũ cúi đầu che chậu quần áo không dám ngước mắt nhìn hắn lục lê vẫn chưa chịu thua hỏi ngoài ghép hình ra Khương Nghi nhỏ giọng nói, hết rồi. Lục Lê, hắn mạnh bạo vào mạnh đồ lót, nghiến răng nghiến lợi bực mình nghĩ, tại sao lại là ghép hình chứ? Mắc gì nó lại là ghép hình? Ghép hình có ôm Khương Nghi đi ngủ mỗi ngày như hắn không? Ghép hình có xuất hiện trước mặt Khương Nghi mỗi khi cậu tỉnh dậy giống như hắn không? Khương Nghi ngồi xồm trên mặt đất, không dám nhấc đầu lên. Cậu chỉ biết cúi đầu áp vành tai đỏ ửng vào thành chậu, nghe tiếng Lục Lê giặt quần lót. Thực ra cậu chỉ mới nói một nửa, đúng là cậu có nằm mơ thấy ghép hình, nhưng cậu còn mơ thấy lục lê nữa, mà bộ ghép hình đó là do lục lê đưa cậu. Khương Nghi nhớ tới giấc mơ cách đây không lâu, chỉ dám nhìn gợn nước lăn tăn trong chậu, cúi gằm không nói tiếng nào. Trong giấc mơ gần nhất, đó là một ngày chủ nhật hết sức bình thường, như thường lệ lục lê mang một bộ ghép hình mới cho cậu. Nhưng không biết vì sao, lục lê trong mộng lại vô cớ khiến Khương Nghi cảm thấy hơi hung dữ. Lúc cắn người không còn kiểu đùa giỡn để lại dấu răng nhàn nhạt, nhạt như còn bé, mà sử dụng một cách rất kỳ lạ. Hắn nằm trên người cậu, dùng cách cắn như mọi khi để mút cậu. Khương Nghi bị đặt lên bệ cửa sổ, mông lung suy nghĩ, không phải Lục Lê đến để đưa trò chơi ghép hình cho cậu à? Mà ở phía sau, Lục Lê nâng mông cậu lên rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Lục Lê đứng ở trước mặt cậu, vừa vặn chạm vào chóp mũi của cậu thậm chí hai cánh tay của hắn còn vòng qua đỡ lấy chân cậu. Hắn gọi tên cậu, mỗi lúc một to hơn, trong mộng lục lê quá xa lạ, tính xâm lược cũng rất mạnh, hơi thở nóng bóng phả vào xương quai xanh của Khương Nghi. Lục lê nói với cậu rằng hắn không thích ghép hình, không thích tống tử nghĩa lẫn trần chiều. Gần về đoạn cuối, ký ức của Khương Nghi dần trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rằng lục lê cũng giống như hôm nay, nhéo chân cậu rồi ấn cậu lên bệ cửa sổ, sau đó gặp mút cổ cậu như đang trả thù rèm cửa màu trắng nhạt đung đưa tạo thành những nếp gấp phấp phới trong gió những mảnh ghép trên bàn vương vãi khắp sàn lẻ tẻ nằm trên mặt đất cứ như thể ai đó đã vô tình làm nó vỡ tung trong lúc rằng có vậy cuối cùng khương nghi mơ mang tỉnh dậy trên giường mình cậu cảm thấy dưới thân có gì đó bất thường khẽ động thì cảm thấy trong quần ướt sũng cậu từng học tiết sinh lý nên biết đây là chuyện gì cũng biết đây là đề tài mà con trai thường hay bàn tán lúc đầu Khương Nghi định lén lút giải quyết chiếc quần lót ẩm ướt này, nhưng không ngờ tờ mờ sáng bị Lục Lê bắt quả tang, trong khi giờ này hắn phải ngủ say. Hơn nửa đêm, cậu ngồi xồm cạnh chậu nước nhìn Lục Lê giặt quần lót cho mình. Thậm chí còn bị hỏi mơ thấy gì, Khương Nghi dí sát mặt vào chậu nước, nhìn quần lót của mình bị trà tới trà lui trong tay Lục Lê, cổ không khỏi đỏ bừng. Lục Lê vừa vò quần lót vừa xoa xà phòng, lãnh đạm nghĩ thầm lần này sinh nhật hắn mà tặng khương nghi bộ ghép hình nữa thì hắn là chó tặng bộ ghép hình nhiều năm như vậy nhưng kết quả khương nghi không thèm mơ tới người tặng thay vào đó lại nằm mơ tới mấy miếng ghép lộn xộn kia thấy khương nghi không ngẩng đầu lên vành tai núp sau mái tóc đen khẽ ửng đỏ lục lê thở ra một hơi ngồi trên ghế nhỏ khó chịu duỗi chân sau một hồi giận dỗi hắn bực bội nghĩ thôi quên đi ít nhất cậu ấy trưởng thành rồi may không phải máy giặt và voi bằng không lục lê thực sự không biết nên làm gì hắn cũng không thể trở thành người vợ máy giặt và vợ voi mà khương nghi muốn cuối cùng lục lê nhào quần lót trong chậu mấy lần vắt khô nước rồi tìm móc phơi lên khương nghi toàn vươn tay cướp quần lót đỏ mặt nói đưa tớ đi lục lê không thèm ngừng đầu nói sao thế lớn rồi nên không cho đụng vào hả hắn lắc quần lót nói trước đây học mẫu giáo khăn tay của cậu toàn là tớ giặt thôi đấy khương nghi nghẹn ngào nói một câu sao mà giống được chứ lục lê gậy mạnh hỏi sao lại không giống khương nghi cắn răng phun ra một câu bẩn lục lê nhíu mày cái gì bẩn khương nghi không thèm nói nữa trong đầu thầm nghĩ sớm muốn sẽ có một ngày cậu gọi điện cho ba bảo ba hàn cửa sổ chặt cứng lục lê nghĩ thầm kể cả hắn có ghét chính mình thì cũng không thể ghét khương nghi thậm chí còn hơi lục lê liếm răng nanh của mình đè nén ý niệm sôi sục trong lòng nói dễ nghe một chút thì là mơ mộng viển vông, nói khó nghe thì là đùa giỡn lưu manh. Dù gì trong mơ, đừng bảo là giúp Khương Nghi giặt quần, hắn còn đi qua giới hạn, nếm trải tất cả mọi thứ rồi. Sắc mặt lục lê không chút cảm xúc nhưng đôi chân dài ngồi trên ghế lại bất giác co lại, chỗ đầu gối cũng khép vào một chút. Dù gì hôm nay hắn mặc đồ ngủ tơ tầm màu đen. Bởi vì Khương Nghi luôn phàn nàn đồ ngủ của hắn nóng nên lục lê bèn đổi sang bộ đồ khác chất liệu mát mẻ hơn, không nóng nhưng lại rất sát người cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng lục lê không muốn nhớ tới gương mặt của khương nghi nữa nên tiếp tục lặp lại động tác giặt đồ khương nghi ngồi xồm trên mặt đất cậu nghẹn họng lúc lâu mới thốt ra được một câu nhỏ giọng nói với lục lê cậu cũng sẽ thế sao lục lê cố tình không hiểu gì giả ngu nói thế cái gì khương nghi khẩn trương liếm liếm môi cậu hạ giọng nói chính là cái kia đó lục lê chậm rãi nói cái kia nào khương nghi bực bội nói thôi quên đi cậu nhỏ giọng lầu bầu chắc là cậu sẽ không như thế đâu nhìn dáng vẻ kia của lục lê chắc là hắn chưa từng làm thử loại chuyện ấy đâu nghĩ như thế không hiểu sao khương nghi lại cảm thấy hơi tự hào buồn phiền cũng vơi đi một chút ít nhất thì cậu trưởng thành hơn lục lê lục lê vẻ mặt hắn có chút phức tạp khẽ nói hồi học cấp hai tớ đã từng có rồi khương nghi vừa tự an ủi được chút hai mắt cậu mở to tự hỏi tại sao cậu ấy biết mình nghĩ gì. Nhưng suy nghĩ một chút, Khương Nghi lại hơi khẩn trương, thăm dò hỏi cậu mơ thấy cái gì. Lục Lê chậm rãi nói, cậu muốn nghe à? Khương Nghi dục mơ thấy gì vậy? Lục Lê nhìn chầm chầm Khương Nghi, thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình, dưới ánh đèn phòng tắm, còn người cậu đen lấy trong veo, hình như vì hơi căng thẳng mà cậu vô thức liếm môi mấy lần. Lục Lê nghĩ thầm, nói ra chắc chắn sẽ dọa cậu ấy sợ chết. Trong mơ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói ra có khi sẽ dọa Khương Nghi khóc nấc lên. Dù sao thì trong thế giới của Khương Nghi, hắn mãi mãi là áp nô có sự chiếm hữu bá đạo lớn lên từ nhỏ với cậu, bằng cái thân phận này, hắn có thể tùy tiện thân thiết với Khương Nghi, thậm chí tùy tiện cắn Khương Nghi mà không làm cậu tức giận. Lục Lê biết Khương Nghi luôn rất bao dung với hắn. Nhưng hắn cũng biết, nếu nói ra những lời kia, có thể hắn sẽ mất hết những quyền lợi đó thậm chí mất đi cả thân phận người bạn thân tốt áp nô chơi từ thuở còn bé. Bởi vì sau này Khương Nghi có thể sẽ có rất nhiều áp nô khác, cậu cũng có thể dựa dẫm và thích nhiều áp nô khác. Nhưng áp nô chỉ có một Khương Nghi và cũng chỉ thích Khương Nghi này mà thôi. Một lúc sau, Lục Lê mới chậm rãi nói, "Tủ lạnh." Tớ mơ về cái tủ lạnh. "Khương Nghi, cậu trừng mắt kinh ngạc nói, "Tủ lạnh á?" À? Lục Lê chậm rãi nói, "Không có gì phải ngạc nhiên hết." không phải cậu cũng mơ thấy trò ghép hình sao, tớ mơ thấy cái tủ lạnh cũng đâu có gì lạ, trung mậu còn mơ thấy voi, tần lan thì mơ thấy máy giặt. Khương nghi nghe xong thì sừng sốt một lúc, do dự hỏi thật sao. Lục Lê bình tĩnh gật đầu, Khương nghi sướng sờ hơn nửa ngày trời mới hoảng hốt nghĩ thầm, toang rồi. Có mỗi mình cậu mơ thấy người, người đó lại còn là Lục Lê, những người kia đều mơ nào là tủ lạnh, máy giặt, nhưng chỉ có mỗi cậu là mơ về Lục Lê. Vấn đề hàn cửa sổ phải được đưa vào danh sách việc quan trọng cần làm ngay lập tức. Ngày mai phải gọi điện cho ba ngay. Khương Nghi quay lại phòng, lúc nằm trên giường cậu đã đang suy nghĩ xem nên dùng cớ gì để bảo ba Khương hàn hẳn cái cửa sổ lại. Khi Lục Lê trèo lên giường, Khương Nghi lặng lẽ kéo chân trùm qua chán quấn cả người mình thành cái con nhộng. Lục Lê nhắm mắt lại, muốn ôm Khương Nghi ngủ như lúc trước, cánh tay dài vươn qua kéo một cái, chỉ kéo lại một con nhộng cuộn chăn bông. Cái quái gì thế? Lục Lê mở mắt ra, nhìn thấy một cục chăn bông cuộn chặt đang nằm đối mặt về phía hắn. Một vài sợi tóc lộ ra ở đầu chăn, chúng còn vỉnh lên một cách yêu hãnh. Lục Lê, hắn kéo cuộn chăn trước mặt mấy lần, nhưng kéo không được, bởi vì người cuộn chăn kẹp chăn mép chăn, không chịu để hắn kéo ra. Lục Lê do dự sờ sờ cuộn tóc lộ ra ở đầu chăn, nói cậu làm sao đấy? Khương Nghi nhẹ giọng nói, lạnh, Lục Lê cao mày, sốt ngà. Khương Nghi bình tĩnh nói, không bị sốt chỉ là cuốn kiểu này ngủ dễ chịu lục lê cậu bỏ ra đi tớ sẽ bật điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút khương nghi kiên chỉ nói không ra nằm thế này thoải mái lắm lục lê hắn thuyết phục khương nghi ra ngoài một lúc lâu nói rằng cứ cuốn chăn như thế không đủ không khí đâu nhưng khương nghi lại rất cố chấp chậm rãi nói cuốn thế này không sao cả cậu sẽ thò đầu ra lấy hơi lục lê hắn nhìn cuộn chăn nửa tiếng Phát hiện ra Khương Nghi thật sự sẽ vén chăn lên hít một hơi không khí trong khoảng thời gian nhất định. Lục Lê trầm mặc nhìn Khương Nghi tự cuốn mình thành một quả bóng bông. Sự nổi loạn của người khác là kiểu lớn lên sẽ trốn học, đánh nhau, uống rượu, yêu đương. Còn sự nổi loạn của Khương Nghi khi mới lớn sẽ là chui vào trong chăn không chịu ra. Một tiếng sau, Khương Nghi lặng lẽ chui ra khỏi chăn, thấy Lục Lê đã nhắm mắt ngủ thiếp đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đá chăn xuống dưới chân, mơ mơ màng màng ngủ đợi đến khi hô hấp của người bên cạnh dần trở nên đều đều nhẹ nhàng, Lục Lê mới mở mắt ra, nghĩ thầm cuối cùng tớ cũng bắt được cậu. Hắn không tin Khương Nghi có thể cố chấp hơn hắn. Lục Lê cẩn thận từng ly từng tí kéo Khương Nghi vào lòng, xong xuôi thì đá chân của bản thân xuống dưới, hài lòng kéo chăn của Khương Nghi lên đắp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khương Nghi đứng trước bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt, làm xong thì ra phòng khách ăn điểm tâm, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cái quần lót treo ngoài cửa sổ cậu im lặng nhìn chằm chằm cái quần lót này mấy giây sau đó nghiêm mặt quay đầu đi không nhìn nó nữa trung mậu ngáp dài đi ra khỏi phòng khi nhìn lướt qua cửa sổ thì dừng lại như thể là đã phát hiện ra cái gì đó khương nghi lập tức quay sang nhìn trung mâu cố giả vờ bình tĩnh chờ nghe những lời trung mậu sắp nói nhìn ra ngoài cửa sổ trung mậu thở dài nói thời tiết hình như trời lạnh rồi bây giờ tớ cảm thấy mặc áo cộc tay vào buổi sáng hơi lạnh khương nghi thở phào nhẹ nhõm mơ hồ nói ừ lục lê bón nửa quả trứng gà vào miệng khương nghi ừ cái gì mau ăn sáng đi cậu còn nhìn cái quần lót bên ngoài cửa sổ làm gì cậu thật sự muốn cưới một cô vợ trông giống trò chơi ghép hình đấy à sắc mặt lục lê tái xanh cả ngày nay khương nghi cảm giác bản thân hơi lén lút cậu cũng không biết tại sao nữa có lẽ là vì cậu biết mình ngồi bàn đầu lục lê ngồi bàn cuối nên ban ngày trong giờ học hắn đều sẽ nhìn cậu chằm chằm bất kể là cậu quay đầu xuống lúc nào thì cũng sẽ luôn đụng phải ánh mắt của Lục Lê. Đa số thời gian Lục Lê đều không ngồi thẳng nhìn cậu, mà là lười biếng tựa vào lưng ghế, hoặc là nằm gục trên bàn nhìn cậu. Lần đầu tiên Khương Nghi viết giấy khi chú trong giờ tự học, nhân lúc tất cả mọi người đang nghiêm túc học bài thì ném nó xuống bàn của Lục Lê. Đây là lần tương tác đầu tiên của Khương Nghi kể từ khi Lục Lê đổi chỗ. Lục Lê đang nằm ườn trên mặt bàn, hai mắt lập tức sáng lên, hắn ngồi thẳng người dậy, Vững vàng bắt được tờ giấy Khương Nghi ném qua, cõi lòng tràn đầy mong đợi mở nó ra. Hắn nghĩ rằng mặc dù Khương Nghi sẽ không ghi mấy lời như nhớ hắn ở trong giấy, nhưng chắc cũng phải là mấy câu kiểu sau giờ học đi ăn cái gì hoặc là đi chỗ nào chơi đại loại thế. Cho đến khi mở giấy ra, dòng chữ trình tề với nét bút xinh đẹp chắc chắn hoàn toàn lộ ra, "Ngồi làm bài tập tử tế đi." Lục Lê, hắn giả vờ như không nhìn thấy, gấp tờ giấy lại bỏ vào túi quay đầu về phía Khương Nghi nằm xuống bàn. Khương Nghi sau khi đi học về, Khương Nghi còn chưa kịp gọi điện cho Ba Khương để nói về vấn đề cậu muốn Ba Khương hàn hẳn cái cửa sổ trong phòng lại thì đã nhận được cuộc điện thoại từ Ba Khương gọi đến. Trong điện thoại Ba Khương nói với Khương Nghi rằng, gần đây ông đi công tác với giám đốc lục, ở mỗi cửa hàng ở mỗi thành phố khác nhau ông đều mua cho Khương Nghi một món đồ chơi xếp hình mới lạ, nhắc Khương Nghi nhớ chú ý để nhận đồ chuyển phát nhanh. Khương Nghi vui vẻ hơn một chút, sau khi cúp điện thoại mới nhớ ra mình quên chưa nói với ba khương về việc hàn hẳn cái cửa sổ lại cậu đi theo lục lê để nhận hàng chuyển phát nhanh khi về đến nhà khương nghi ngồi trên thảm mở hộp đồ cẩn thận lấy món trò chơi ghép hình ra lục lê ngồi bên cạnh nhìn khương nghi vui vẻ ôm bộ trò chơi ghép hình mới không nỡ buông tay hắn gọi tên khương nghi khương nghi quay đầu nhìn hắn ánh mắt vẫn sáng lấp lánh hỏi hắn sao vậy lục lê không nói gì chỉ gõ nhẹ lên đầu cậu mấy cái, thấp giọng lầm bầm câu gì đó. Khương Nghi ôm đầu nên không nghe rõ, hỏi lại lần nữa, cậu sao vậy? Lục Lê nghĩ thầm, không sao, tớ chỉ muốn hỏi cậu, đến khi nào thì cậu mới có thể thích tớ một chút, giống như cậu thích trò xếp hình vậy. chương 50, giờ đầu tiên Khương Nghi chơi trò xếp hình, Lục Lê đã nghĩ nếu Khương Nghi thích hắn nhiều giống như cậu thích chơi xếp hình thì tốt biết bao. Khi Khương Nghi hào hứng chơi xếp hình được một tiếng rưỡi, lục lê bình tĩnh nghĩ có được một sở thích cũng là chuyện bình thường dù sao thì ít nhất khương nghi cũng không thích hẹn hò qua mạng như tên trung mậu đang nằm dưới sàn nhìn điện thoại cười ngây ngô kia khi khương nghi đắm chìm trong trò chơi xếp hình trong hai tiếng đồng hồ liên tục lục lê đã tự hỏi bao giờ thì trò chơi này sẽ biến mất khỏi trái đất này nhỉ trong suốt hai tiếng đó khương nghi hào hứng còn không thèm nhìn hắn lấy một cái trong hai tiếng này trung mậu nằm trên sàn nhìn điện thoại cười phành phạch ít nhất còn vỗ đùi kể cho hắn nghe về chuyện vui tổ ta đọc được. Nhưng trong cả quá trình đó Khương Nghi chơi xếp hình, cậu chỉ quay đầu lại duy nhất để nói với hắn một câu là cậu sang kia ngồi đi. Chặn ánh sáng tớ không xếp hình được, lục lê, mảnh ghép đứng đầu tiên, thứ hai là vũng nước, hắn là cuối cùng. Khương Nghi hài lòng ấn xuống mảnh ghép cuối cùng, cảm giác được người bên cạnh đều đang ngồi xổm xuống, lập tức như người đè hắn lại, rõ ràng là không vui cho lắm, ủ rũ nhìn cậu chằm chằm. Khương Nghi không hiểu tại sao, cậu cảnh giác che cổ mình lại rồi nói đừng cắn. Lục Lê nhướng mày, hắn nghĩ thầm từ nhỏ tới giờ mình nghe câu này trai cả tai luôn rồi. Vốn hắn cũng chả để câu nói này vào lòng, vẫn cứ thích cắn là cắn. Cắn xong hắn lại xin lỗi Khương NGS xa ôi, dù sao đã từng ấy năm rồi, việc này làm nhiều đến mức hắn chả bao giờ chán. Vài giây sau, Lục Lê bị đạp xuống giường ngồi ngơ ngác trên sàn nhà. Khương nghi nghiêm mặt, quay đầu đi không nhìn hắn nữa chỉ nói một câu đã nói là không được trung mậu hết cả hồn cậu ta nhìn khương nghi nằm trên giường rồi lại lén liếc sang nhìn lục lê ngồi trên sàn cậu ta bắt đầu căng thẳng cuộn tròn dưới chăn sau đó lặng lẽ nhích nhích cái chăn cách xa lục lê một chút đôi chân dài của lục lê cong vòng hắn cúi đầu nhìn sàn nhà sau đó lại nhìn khương nghi ngồi trên giường cuối cùng mặt hắn hầm hầm đứng bật dậy trung mậu lập tức căng thẳng muốn đứng theo sợ là Lục Lê và Khương Nghi sẽ xung đột với nhau nên vội vàng nói, anh Lục, anh Lục ca. Dẫn thôi, đừng xúc động, Khương Nghi nói đùa thôi mà, không ngờ Trung Mậu còn chưa nói xong đã thấy Lục Lê lầm lầm lì lì đi tới trước mặt, dưới ánh mắt hoảng sợ của Trung Mậu trực tiếp kéo tấm chăn giày của Trung Mậu rồi ném luôn cả cậu ta ra khỏi phòng ngủ. Sau khi ném ra ngoài, Lục Lê vô cảm đóng sầm cửa lại, như thể cảnh cáo Trung Mậu lo mà tránh xa ra. Trung Mậu, cậu ta ngồi trên tấm chăn, mặt mày ngơ ngác chờ đến khi trung Mộ phản ứng kịp cậu ta vội vàng áp tai vào cửa phòng ngủ quan sát động tĩnh bên trong hòng lao vào giải cứu khương nghi nếu có chuyện bất ngờ xảy đến dù sao tám đời nhà cậu ta chưa từng thấy mặt mày lục lê u ám đến mức vậy lần cuối cùng thấy nét mặt đó của lục lê là hồi cấp hai lúc chơi bóng rổ với mấy anh lớp trên anh ta cố tình phạm quy động lục lê khiến hắn té xuống đất không chỉ chầy đầu gối mà băng tay bảo vệ lục lê luôn mang bên người không cho ai đùng vào cũng bẩn đến không dùng được nữa cuộc xung đột chiều nay là cuộc xung đột nghiêm trọng nhất của đội bóng rổ trường sắc mặt lục lê âm trầm đến đáng sợ trung mậu dán lỗ tai lên cửa phòng ngủ nuốt nước bọt cái ực cậu ta chăm chú nghe một lúc lâu nhưng chả thấy tiếng động nào lớn trong phòng khương nghi ngồi trên giường lục lê cũng ngồi trên giường nhìn cậu mím môi nói sao cậu lại đá tớ xuống giường khương nghi cũng mím môi không nói mặt lục lê không có lấy một chút cảm xúc cậu chưa từng như thế này khương nghi hơi áy náy cậu quay đầu đi không nhìn lục lê ngồi trên giường nữa lục lê vẫn tiếp tục hỏi mặt không cảm xúc có phải cái thằng đi ẻ kia nói xấu gì tớ không khương nghi tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đừng gọi tên người khác tùy tiện như vậy cậu ấy tên là trình triều vẻ mặt lục lê xa sầm tớ vừa nhắc đến nó là cậu nói chuyện với tớ ngay Tớ mà không nhắc thì chắc cậu không thèm đáp tớ. Với cả, tại sao lại đá tớ xuống giường? Khương Nghi cảnh giác nói, tớ không đá cậu thì cậu sẽ bắt đầu cắn người khác linh tinh. Cẩn cắn kỳ lắm, Lục Lê bắt đầu bực bội trong người, nghĩ rằng Trình Triều đã nói gì đó không nên nói với Khương Nghi rồi đây. Ví dụ như nói Khương Nghi phải giữ khoảng cách với mình chẳng hạn. Hoặc là nói với Khương Nghi, bạn bè lớn lên từ nhỏ với nhau không có ai 16 tuổi rồi mà còn ôm bạn cắn cổ bạn thậm chí còn cắn vào tai bạn nữa. Nhưng chỉ một chút, Lục Lê lại nghiêm túc hỏi có gì lạ hả? Xưa giờ tụi mình đều như thế mà, Khương Nghi vẫn kiên quyết nói, kỳ lắm. Cậu ngồi trên giường mặt mày căng thẳng, chỉ vào ít hầu rồi oán trách, cậu cắn khắp nơi luôn kỳ lạ lắm. Lục Lê, kỳ lạ thế nào cơ? Khương Nghi nơm nớp lo sợ sờ sờ cổ, cố gắng tìm cách miêu tả, giống như trên cổ cậu có một khối u vậy. Sau đó, cậu cắn lên khối u đó rồi nó lan ra khắp nơi. Lạnh lạnh làm da đầu tê dần lên, giống như khối u trên cổ có thể xảy ra chuyện bất cứ khi nào vậy. Đây là những gì Khương Nghi cảm thấy trong giấc mơ đêm qua, cho đến bây giờ cậu vẫn còn âm thầm sợ hãi, cũng không hy vọng gặp thấy giấc mơ này lần thứ hai. Lục Lê im lặng một hồi, một lát sau, hắn lặp lại, khối u. Khương Nghi nghiêm túc gật đầu, nhắc lại lời hắn, ừm, là khối u. Năm phút sau, Trung Mậu đang dựa vào cửa phòng ngủ bị tiếng mở cửa đột ngột dọa chết khiếp, cậu ta nhìn sắc mặt đen xì của Lục Lê, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu nhìn Khương Nghi bên trong. Trong phòng ngủ, Khương Nghi ngồi ngay ngắn trên giường, không thiếu một sợi tóc nào, biểu cảm hơi nghiêm trọng. Lục Lê không nói tiếng nào, trầm mặt đóng sầm cửa, đi ra ngoài. Thấy Lục Lê rời đi rồi, Trung Mậu mới dám kéo chăn mình quay trở lại phòng của Khương Nghi. Cậu ta ngồi dưới đất, nói, Khương Nghi à, cậu với anh Lục sao thế? Cậu ta nhìn ra được chuyện này rất nghiêm trọng. Khương Nghi lắc đầu, tỏ vẻ thâm sâu nói, chuyện người lớn. Cậu còn chưa nói hết câu thì Trung Mậu lập tức không vui nói, tớ yêu đương trước các cậu đấy, tính ra tớ mới là người lớn, còn các cậu chỉ là gà con thôi. Rốt cuộc sao hai cậu lại cãi nhau rồi? Khương Nghi sờ mũi, nói, không cãi nhau. Cậu thành thật trả lời, chúng tớ chỉ thảo luận một vài việc thôi. Trung Mậu lập tức lại nhảy, có phải cậu nói với nó là cậu yêu rồi đúng không chuyện nhỏ chuyện nhỏ ấy mà dù sao hai cậu cùng nhau lớn lên bực mình vì đối phương có bổ trước cũng bình thường thôi giống tần lan ngày xưa hay khó chịu ấy nó luôn cho rằng nó đẹp trai hơn tớ thấy tớ có bạn gái trước cái nó nghĩ mình kém cỏi hơn khương nghi lặng lẽ ném một cái gối cho trung mậu lúc này trung mậu mới nhớ ra cậu ta quên mang gối ngoài phòng khách vào thế là vội vã đón lấy chiếc gối khương nghi ném tới ngoài ban công Lục Lê ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn chằm chằm hoa cỏ trên ban công. Một lúc sau, hắn móc điện thoại ra tìm kiếm trang web nào đó, thoạt nhìn vô cùng bất mãn. Kỹ thuật hôn kém sẽ khiến người ấy tưởng mình đang hôn khối u à. Hôn cổ người ấy nhưng người ấy khó chịu thì làm sao bây giờ? Làm sao để phân biệt người ấy không thích mình hay do kỹ thuật hôn mình kém? Kỹ thuật hôn kém sẽ khiến đối phương khó chịu sao? Trong đêm hạ tháng 8 tháng 9, ngoài ban công oi bức, thiếu niên tóc vàng bực bội ngồi trên ghế đầu, đen mặt xem đáp án trên mạng. Nửa tiếng sau, hắn đập chết con mũi bâu trên đùi, lạnh lùng dẫm lên nó mấy cái, sau đó cáo kỉnh tắt điện thoại. Cách đó không xa, tiếng điều hòa kêu ù ù làm cho người ta buồn bực mất tập trung. Khương Nghi luôn tỏ vẻ kháng cự với những gì cậu không thích. Từ bé cậu đã ghét ăn rau quả, dù có dỗ có dụ cỡ nào cậu cũng không ăn, kể cả có đói là cũng không thèm ăn. Trừ khi để thời gian kéo dài, mười phút mà không ăn hết thì đợi đến nửa tiếng ép đến khi khương nghi không còn sức để chống đối thì cậu mới có thể ăn sạch thoạt nhìn cậu rất là ngoan nhưng có đôi khi lại bướng bỉnh vô cùng cho dù có ép bao nhiêu cậu vẫn bất động lục lê không biết phần tình cảm này của hắn đối với khương nghi có giống như vậy không ai lại mong muốn người mình ý lại lại ôm suy nghĩ bẩn thỉu với mình kể cả khi suy nghĩ ấy được đặt tên là thích lục lê tự hỏi không biết tình cảm của mình có giống như loại rau quả mà khương nghi ghét ăn hay không thời gian đầu ghét hắn, thời gian kế tiếp vẫn là chán ghét nhưng về sau chậm rãi không kháng cự như vậy nữa. Hắn tự hỏi liệu có khả năng này không, nhưng hắn sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng được cả quá trình này. Lục Lê im lặng nhìn chầm chầm xuống mặt đất, hắn quen Khương Nghi 9 năm rồi cùng lớn lên với cậu. Bây giờ hắn thậm chí không thể chịu nổi việc Khương Nghi chán ghét tiếp xúc tay chân với hắn chứ đừng nói đến sau này. Đến cùng hắn có thể chịu đựng được sự trốn tránh và chán ghét vô thức của Khương Nghi không? Lục Lê thở hắt ra, cảm thấy lồng ngực hơi nặng nề. Tình cảm dồn nén của thiếu niên mãnh liệt như thủy triều, có thể khiến người ta vui vẻ nhưng trời lệch đất nhưng cũng có thể khiến người ta chìm xuống đáy biển. Trong phòng ngủ, Khương Nghi tựa vào bệ cửa sổ, cậu muốn xem Lục Lê đang làm gì ở ban công bên cạnh, không ngờ lại bị người ta nhấc lên. Khương Nghi quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lục Lê. Lục Lê đỡ cậu, lạnh lùng nói, cậu muốn bị ngã làm đôi à? khương nghi ngoan ngoãn được hắn bế về chỗ cậu ngồi trên giường do dự hỏi vừa rồi cậu đi làm gì vậy lục lê cúi người dọn một chút đồ lặt vặt trên đầu giường của mình cho vào túi sách khương nghi khẽ mở mắt hỏi muộn rồi cậu mang ba lô đi đâu vậy lục lê cầm áo khoác lên rồi nói về nhà khoảng thời gian tơi tớ sẽ về nhà ở vài ngày khương nghi hỏi trong vô thức tại sao lục lê tức giận nhìn cậu còn hơi nghiến răng đáp sợ cắn phải khối u trên cổ cậu đấy được chưa? Hắn sợ hắn mà cứ ở đây thì đừng nói gì cục u trên cổ Khương Nghi, theo cách cắn của hắn thì có khi khối u ở khắp người Khương Nghi mới phải. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.